nó có thể nó đọc cái mã code của nó apply lên thôi, chứ con người nhiều khi bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, mất tập trung rồi thì không thể nào mà chính xác tuyệt đối như máy móc được. Con người là phải có sai số, có đúng không? Thì như vậy mọi người sẽ thấy rằng là robot nó làm một cách nó sai số ít như vậy, và có cái công nghệ hiện đại như vậy, có đúng không? Thì rõ ràng nó sẽ outperform, nó sẽ vượt mặt rất nhiều những cái con người trong nhiều khía cạnh của công việc đơn cử như là kiểu dây chuyền sản xuất các kiểu, có đúng không? Và như vậy thì nếu như mà robot involve một cách nó sâu vào những cái workplace, có đúng không, thì rõ ràng là một vài người sẽ bị mất việc vì người ta không thể cạnh tranh được với robot, có đúng không? Vậy thì mặt tiêu cực đầu tiên là làm cho cái tỷ lệ thất nghiệp ngày một gia tăng. Cả lớp có đồng ý quan điểm đấy không? Các bạn có đồng ý quan điểm đấy không? Mình có đấy là cái idea mình dành cho cái việc rằng là đấy, cái bất lợi của robot trong công việc của chúng ta là gì? Mình sẽ nói rằng là robot càng dấn sâu vào công việc bao nhiêu thì tỷ lệ những cái người thất nghiệp, những người mất việc do robot càng nhiều bấy nhiêu. Và rõ ràng cái việc thất nghiệp là một cái ảnh hưởng nó quá là tiêu cực, đúng không? Tỷ lệ thất nghiệp mà gia tăng thì rõ ràng đấy là một điều tiêu cực miễn bản rồi. Cả lớp có đồng ý quan điểm không? Có Khánh Linh, có Huy, có Hà Phương, các bạn lại đồng ý không? Cả lớp mọi người hiểu cái idea mình nói không? Mình sẽ xoáy vào cái tỷ lệ thất nghiệp, đúng không? Nó sẽ sinh ra, nó gây ra bởi cái sự involvement của robot trong cái công việc. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu triển khai qua cho các bạn cái ý đấy nhá. Thì bây giờ mình cần một câu dẫn vào đoạn trước, mình sẽ viết qua một câu dẫn đoạn nhá. Trước khi mình đi vào từng idea một, mình sẽ layout khá là những cái đề đầu tiên nhá. Mình sẽ đi rất là kỹ, còn các đề về sau, tức là cái đề, có hai đề trong ngày thì thường cái đề đầu tiên mình sẽ đi kỹ hơn, còn cái đề sau mình đi nó nhanh hơn. Thấy không? Thì mình có thể đấy nhá, các bạn có thể mở màn cái body này đúng không? Bằng việc các bạn dẫn một cái câu vào đấy, đây chẳng hạn. Mọi người biết rằng là đấy, câu một đoạn đơn giản thôi, đúng không? Một mặt vào nói đúng không? On the one hand, mọi người biết rằng đấy, một câu dẫn vào đoạn đơn giản như này chẳng hạn nhá, mình viết tinh giản như này thôi chẳng hạn là on the one hand, đúng không? Cái sự tham gia của robot chẳng hạn nhá, đúng không? Hoặc là robot thì có thể rephrase được rất là nhiều, đúng không? Công nghệ robot, các bạn gọi là robotic engineering. Có đúng không? Đấy, chẳng hạn mình biết rằng là một mặt mà nói có đúng không? Thì cái sự tham gia của công nghệ của robot có đúng không? Đấy, được chưa? Inhumans, đúng không? Trong những hoạt động thường ngày của con người. Đấy, rõ ràng hoạt động thường ngày con người sẽ có hoạt động đi làm, có hoạt động gọi là những cái công việc ở nhà. Có đúng không? Thì mình rephrase chung là như vậy. Mình nói rằng là ok, một mặt mà nói đúng không? Thì cái sự can dự của robot vào những hoạt động thường ngày của con người có đúng không? Là không được hợp tình hợp lý cho lắm, tức là nó bất lợi đấy, có đúng không? Is, you know, unjustifiable, chẳng hạn thế đi, đúng không? Vì một vài lý do sau đây, due to some extent. Rồi mọi người bắt đầu phân tích ý đầu tiên của mình. Như mình nói đấy, mình sẽ nói về cái bất lợi dành cho nơi làm việc, đúng không? Và đấy chính là cái sự mình vừa nói với các bạn rồi là the unemployment rate, có đúng không? Là làm gia tăng cái tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp, mọi người đều biết cái từ thất nghiệp là unemployment, có đúng không? Đấy, increase the unemployment rate among, you know, among citizens, among workers chẳng hạn. Và tại sao việc này xảy ra thì chúng ta phải phân tích, đúng không? Chúng ta phải, các bạn cứ nhớ từng cái bước triển khai ý tưởng nhá. Mình nói chung là mình rất là khó để mình nói thành lời, nhưng mà thường thì mình, các bạn quá là hiểu, những cái bạn mà làm việc với mình lâu thì mọi người quá là hiểu cái mạch viết của mình rồi. Thường thì khi mình có một cái idea, mình sẽ bắt đầu mình mở bàn, mình trình bày idea đấy là gì, có đúng không? Sau đấy chúng ta dẫn giải rằng là idea này từ đâu mà ra, và sau đấy nêu những cái impact của nó. Rất là khó để mình có thể nói được cho các bạn hiểu, vì đây là cái thứ nó rất là vô hình. Thì mình nói với các bạn rồi là cái mạch bài viết ấy nó khó để thấm hơn rất là nhiều so với việc là mình trình bày cho các bạn một vài cấu trúc từ vựng, một vài cấu trúc ngữ pháp nó hay, thì để các bạn thấm được cái mạch bài, để các bạn triển khai cái ý tưởng nó mạch lạc và nó trôi nhất, nó không bị luẩn quẩn nhất ấy, thì nó khó rất là nhiều. Nhưng tiệu chung lại, cái cách viết của mình, nếu như các bạn làm việc với mình lâu, các bạn đều hiểu cách viết của mình đó là một cái ý tưởng, mình sẽ trình bày ý tưởng đấy ra, mình đề bạt cái ý tưởng đấy ra, đúng không? Mất một câu này, đúng không? Sau đấy thêm một đến hai câu nữa để mình phân tích rằng là cái ý tưởng này, cái nguyên do này từ đâu mà ra, đúng không? Và sau đấy mình chốt hạ vào đây vào việc nó impact, cái kết quả mà cái idea này đem lại. Các bạn có hiểu cái mạch đấy của mình không? Rất là khó để mình nói được bằng lời cho các bạn hiểu. Cái này là do cái sự cảm nhận của mỗi người ấy, và cái khi mà các bạn viết quen ấy, thì mọi người sẽ hiểu được rằng là nên làm thế nào thì ý tưởng của mình nó được phát triển một cách nó sâu nhất và nó không bị luẩn quẩn. Nhưng rất nhiều cách một số bạn mới tiếp xúc với writing đang gặp phải, phân tích rất là nông và phân tích nó đi một cái vòng luẩn quẩn, nó không thoát được cái ý tưởng của mình ra. Đấy là cái điều mình muốn nhấn mạnh nhất khi mà các bạn học writing IELTS, chứ không phải là các bạn nhồi vào đầu những cái cấu trúc từ vựng, những cấu trúc ngữ pháp. Nó không chỉ đơn giản là như vậy, nó đơn giản là việc nó còn quan trọng hơn là cái việc các bạn kết nối, chắp nối những cái từ vựng ngữ pháp như vậy như thế nào để thành một cái phân đoạn hoàn chỉnh nhất. Cả lớp nhá, đây thì giả sử mình có thể triển khai ý này như thế này. Nào, mình có thể mở bàn ra luôn nhá. Từ bạn đợi một phút. Mình tắt những cái giúp làm việc ở đó bị. Bên các bạn có nghe được cái tiếng tin nhắn của mình không?
chắc bị có cái này đúng không, mình tắt hết đi nha, đấy bị ảnh hưởng. Ok, chuyển khoản cứ tinh tinh phát. Ok đấy nhá, thì các bạn triển khai này, đây nhá, chẳng hạn mọi người viết như này đi, mọi người mở màn cái ID này ra nhá, chẳng hạn mọi người viết như này, đúng không, regarding, đúng không, mọi người mở màn ID đấy, mọi người biết rằng là về phía các nơi công sở đúng không, regarding the workplace, mình sẽ trình bày cái ý tưởng đấy của mình ra. Lúc nào cũng vậy nhá, mình sẽ dùng một câu đầu tiên để mình triển khai cái ý tưởng, mình trình bày ra là ý tưởng của tôi là gì, đúng không, mình sẽ rất là clear luôn, rõ ràng luôn từ lúc đầu là ý tưởng của tôi là gì, đúng không. Thì chẳng hạn mọi người biết nhá, regarding the workplace, có đúng không, chẳng hạn mọi người nói rằng là về phía các nơi làm việc, có đúng không, thì mọi người phân tích rằng là đấy, cái sự trỗi dậy, mọi người biết cái từ này rồi, the emergence, đúng không các bạn, cái sự trỗi dậy, cái sự nổi dậy, cái sự trồi lên của những cái robot, có đúng không? Đấy. Can't result in, đúng không? A higher rate of unemployment, đúng không các bạn? Đấy nha, có thể sinh ra một cái tỷ lệ thất nghiệp cao, cao hơn, đúng không? Đúng không? Among, đúng không? Among, chẳng hạn mình biết là millions of workers, đúng không? Làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, đúng không? Trong số hàng triệu người đi làm, millions of workers. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc này xảy ra là do as unemployment, yeah, sorry, unemployment rate among millions of workers. Bởi vì sao? Việc này xảy ra là do as cái kỹ năng chuyên môn của nhiều người ấy, đúng không? As the specialized skills, bởi vì cái việc này xảy ra là do kỹ năng chuyên môn của một vài cái người, của một vài cái con người ấy, sẽ bị như này nha, mọi người gặp cái từ này chưa? Mình nhớ là mình cũng dạy cái từ các bạn cái từ này rồi. Maybe, động từ này các bạn gặp chưa? Marginalized, ở cả lớp từ này mình dạy các bạn chưa? Ai biết thì comment, ai chưa học thì bảo là chưa học nha. Marginalized, từ như là thiểu số á. Margin, lâu lắm rồi không biết cái từ này, đúng rồi. Margin, từ này nhá, margin, nó ở đây. Marginalized, từ này viết đây, marginalized, đúng không, marginalized, đây, từ này là gì các bạn biết không? Thực ra cái từ marginal tính từ mọi người đã biết là thiểu số đúng không, ok, marginal là thiểu số không đáng kể, nhưng mà cái động từ nhá, các bạn có biết cái trang giấy nó, cái từ margin là gì không, margin của trang giấy là cái gì, trang giấy các bạn có cái từ margin ấy, mọi người biết không, đúng rồi, là lề, chính xác, thì động từ marginalize là gạt ra ngoài lề, tức là nó kiểu, nó làm giảm thiểu cái, ví dụ nhá, sự xuất hiện của anh này đã gạt anh này ra ngoài lề, tức là anh này đúng rồi, cho ra gì à, chuẩn dịch thế tiếng Việt là chuẩn, cho ra gì à, các bạn hiểu vấn đề không, tức là kiểu bị làm thấp kém hơn khi mà một ông này xuất hiện, cho ông kia ra gì à? Tức là ông này giỏi hơn ông kia, khiến cho ông kia ra gì à? Mọi người hiểu được từ này không, bị cho ra gì à? Bị làm cho yếu thế hơn, không còn quan trọng như ngày xưa nữa, các bạn hiểu vấn đề cái từ này không, kiểu bị cho ra gì à? Bị hất đất cẳng đi ấy, các lớp hiểu cái từ này không, marginalized là kiểu coi như là kiểu bị cho ra gì à? Bị gạt bỏ đi luôn, các lớp hiểu vấn đề mình nói không, tức là mình nói rằng là cái sự xuất hiện của robot ở nơi làm việc có đúng không, sẽ khiến cho cái tỷ lệ thất nghiệp của hàng triệu những công nhân, của hàng triệu người đi làm bị gia tăng, bởi vì các kỹ năng chuyên môn của họ sẽ bị cho ra rỉa vì cái công nghệ robot nó quá là hiện đại, có đúng không, maybe marginalized by những cái, bởi những cái quy trình tự động hóa của robot, đúng không, by những cái chẳng hạn nhá, automated, đúng không, processes, có đúng không, bởi những cái quy trình tự động hóa, robot nó là máy móc, nó sẽ làm mọi thứ nó tự động mà không cần phải suy nghĩ, cũng không cần phải ảnh hưởng bị cảm xúc nhiều. Có đúng không? Thì mình sẽ phân tích tại sao cái việc này xảy ra, tại sao kỹ năng con người sẽ bị marginalized bởi những cái automated processes như vậy, đúng không? Thì chẳng hạn mọi người có thể phân tích cái lý do này ra. Việc này xảy ra là do nhá, vẫn dùng cấu trúc này đi. It is attributable, chẳng hạn nhá. Đây, chẳng hạn mọi người viết như này. Cái việc này xảy ra là do marginalized là bị cho ra rìa nhá, bị gạt ra ngoài lề nhá các bạn nhá. Đúng không? Thì chẳng hạn mọi người biết rằng là it is attributable, đúng không? To the fact that cái việc này xảy ra là do cái sự thật là những cái con robot ngày nay ấy, có đúng không? Cái con modern robots ngày nay thì chúng nó được equipped, đúng không các bạn? Đấy, được trang bị với cái động từ equipped, mọi người quá là quen thuộc rồi. Nó lấy cái từ equipment, cái thiết bị mọi người mà ra ấy, có đúng không? Thì những con robot hiện đại ngày nay được trang bị với những cái, chẳng hạn nhá, mọi người dùng cái từ này chưa? Tính từ cutting edge, mọi người học chưa? Có những cái từ state of the art mọi người hay dùng đấy, đúng không? Tính từ cutting edge là gì mọi người? Đúng rồi, những công nghệ tối tân, những công nghệ hiện đại, có đúng không? Mọi người phân tích là vào đấy, bởi vì là do những con robot ngày nay chúng nó được trang bị những công nghệ rất là tối tân và rất là hiện đại,
có đúng không? Do vậy, đấy, chúng nó có thể, đúng không? They can perform những cái công việc mà trước đây, đấy, tasks traditionally done by humans, đúng không? Mình có phân tích là bởi vì nó được trang bị những công nghệ hiện đại tối tân như vậy, do vậy bây giờ mấy con robot ấy là chúng nó sẽ có khả năng là thực hiện những cái công việc mà trước giờ truyền thống là được thực hiện bởi con người, đúng không? Traditionally done by humans, một cách nó rất là ease and no precision. Đây, nó làm việc theo phong thái như là đây các bạn. Đây, ease và precision là gì mọi người? Có hiểu ý đồ cụm này không? Các bạn có hiểu ý đồ cụm này của mình không? Ease là gì và precision là gì mọi người? Hai cái từ này đúng rồi, rất là nhẹ nhàng và chính xác, làm kiểu không tốn nhiều công sức, không tốn nhiều thời gian, đúng không? Và độ chính xác rất là cao, có đúng không? Tức là mình nói rằng là cái việc này xảy ra vì sao con người bị cho ra rìa bởi máy móc, thì mình nói rằng là bởi vì máy móc ngày nay ấy, robot ngày nay ấy, nó được trang bị với những công nghệ nó rất là hiện đại, do vậy nó sẽ có thể thực hiện những công việc mà trước giờ chỉ được làm bởi con người thôi, một cách nó vô cùng nhẹ nhàng và rất là chính xác, có đúng không? Đấy, do vậy một khi làm nhẹ nhàng và chính xác như vậy thì nó sẽ outperform, vượt bậc, đúng không? Outperforming, đúng không các bạn? Humans capabilities là năng lực, đúng không? Nó giống như cái abilities, có đúng không? Do vậy nó sẽ vượt mặt cái năng lực của con người trong rất nhiều khía cạnh, trong một vài khía cạnh, đúng không? Trong một vài cái lĩnh vực công việc, in many cases. Hai cái dòng này các bạn hiểu chưa? Tính đến đây cả lớp hiểu vấn đề chưa cả lớp? Mình trình bày vấn đề ra nhé, mình nói rằng là về phía nơi làm việc, tức là at work, bám sát vào cái câu hỏi của đề bài, đúng không? At work thì mình nói rằng là cái bất lợi đầu tiên mà robot đem đến cho nơi làm việc chính là làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, bởi vì rất nhiều người làm việc, người đi làm bị cho ra rìa bởi máy móc. Việc này xảy ra là do, đúng không, máy móc ngày nay được trang bị với những công nghệ rất là hiện đại, do vậy nó có thể thực hiện được những công việc mà trước giờ chỉ làm bởi con người một cách nó rất là nhanh, rất là chính xác, rất là đơn giản và rất là chính xác, có đúng không? Do vậy là sẽ vượt trội khả năng con người trong rất nhiều trường hợp. Và tí nữa mình sẽ lấy ví dụ một vài công việc mà bây giờ con người đã bị cho ra rìa và máy móc đã xông vào để thay thế con người rồi. Nào, tính đến chỗ này các bạn hiểu vấn đề chưa hả cả lớp? Hai cái cách đồ dòng này, hai cái dấu suy ra này là tính đến đây các bạn hiểu vấn đề chưa? Cứ từng bước, từng bước một nhá. Vì là dạo này lớp sẽ có những số bạn mới, số bạn mà chưa được làm việc với mình lâu, mình sẽ đi một cách nó từ từ, là từng vấn đề một nhá. Nào, tính đến chỗ này là các bạn hiểu vấn đề chưa hả cả lớp? Tính đến chỗ này mọi người hiểu chưa? Outperform á, mọi người hiểu cái từ outperform không? Tức là kiểu, là outperform người ta tiếng Việt như kiểu gọi là vượt trội so với thằng kia luôn ấy. Mọi người bảo đây không? Perform bình thường là thực hiện, đúng không? Thì outperform là kiểu gọi là out trình ấy. Mọi người tiếng Việt các bạn hay nói là out trình, có thực hiện đúng không? Thì outperform là kiểu như kiểu là vượt trội, làm tốt hơn luôn, còn đúng không? Đấy, sau đây mình viết tiếp. Mình có thể là một cái ví dụ để mình dẫn chứng cho cái việc là robot nó đã marginalize con người trong một vài cái cases, trong một vài cái lĩnh vực công việc như thế nào. Mọi người biết là các bạn biết cái nghề giao dịch viên ở ngân hàng không? Các bạn nào mà lớn lớn hay sang ngân hàng có biết quầy giao dịch là có hai mấy cái chị ngồi đấy để giao dịch, để tính tiền các thứ không? Mà có biết cái giao dịch viên ngân hàng không? Biết cái nghề giao dịch viên không? Mình không phân biệt gì nha, nhưng mình các bạn biết nghề đấy không? Có biết cái nghề giao dịch viên không? Cái nghề mà có một cái cô sẽ ngồi trước quầy rồi thì tư vấn cho các bạn, rồi thì kiểu gửi tiền các thứ ấy, có đúng không? Thì ngày xưa cái nghề đấy rõ ràng là có đất diễn, có chỗ đứng, đúng không? Vì ngày xưa ngành ngân hàng cũng là một cái ngành tương đối là hot. Nhưng các bạn biết rồi, bây giờ những cái giao dịch ngân hàng ấy, ngày xưa làm gì có smart banking như bây giờ đâu, đúng không? Bây giờ chuyển tiền qua điện thoại và một cái tin nhắn. Ngày xưa là mình không biết ngày xưa như nào, nhưng mình nghĩ là ngày xưa là chuyển tiền là phải ra ngân hàng gửi tiền, nó rất là lằng nhằng, rất là mất công, đúng không? Nhưng bây giờ ta biết rồi, công nghệ nó nhảy vào, cái sự tự động hóa rất là nhanh, tức là nhiều khi cái nghề giao dịch viên ngồi trực ở quầy ngân hàng ấy nó không còn quá là quan trọng nữa, nó sẽ cắt giảm đi rất là nhiều, có đúng không? Thì đấy là một cái ví dụ điển hình cho cái việc là máy móc nó đã thay thế con người như thế nào. Và một khi con người bị máy móc thay thế thì sẽ có những người bị thất nghiệp do máy móc sinh ra thôi. Các bạn có hiểu ví dụ đấy không? Mình sẽ lấy ví dụ là những cái nhân viên ngân hàng, ok, ngày nay nó bị thay thế bởi những cái con robot, những cái quầy thanh toán tự động như thế nào. Và đấy chính là một cái ví dụ điển hình cho cái việc là máy móc đã được chiếm chỗ của con người và khiến cho nhiều người mất việc, nhiều người phải ra đường như thế nào. Là các bạn có đồng ý cái ví dụ đấy không? Để mình thử triển khai cái ví dụ đấy cho cả lớp đây. À, cả lớp, các bạn có hiểu cái ví dụ đấy không? Ok nhá, thì chẳng hạn mình có thể lấy một cái ví dụ như vậy. Đây, mình sẽ lấy ví dụ luôn ở đây thôi. Ok, mình sẽ làm mạnh hơn trong quan điểm của mình. Đấy, for instance, đúng không? Cụ thể là, điển hình, ví dụ là, đúng không? For instance, chẳng hạn nhá, mình sẽ nói rằng là, for instance, mình sẽ là rất nhiều con robots, đúng không? I have taken over, mọi người hiểu cái từ take over nhá. Take over là chiếm quyền kiểm soát, gọi là kiểu thay thế ai đấy, chiếm quyền của ai đấy, đúng không? Taken over, đúng không? Kiểu head control, có cái sự control, có quyền
có quyền hành ấy, đúng không? Mình nói rằng là robots have taken over, đúng không? The role chẳng hạn nhá of many bank tellers, còn đúng không? Nói rằng là robot đã chiếm lấy chỗ của rất nhiều nhân viên giao dịch ngân hàng, và ta gọi là bank tellers, đúng không? Gọi là mình nói rằng là robot ngày nay đã thay thế rất là nhiều, thay thế vai trò của rất là nhiều những cái nhân viên ngân hàng, đúng không? Ở những cái nước phát triển, nước mình thì chưa có nhưng mà nước ngoài là người ta có rồi, đúng không? Bây giờ không còn những cái cô ngồi quầy giao dịch nữa mà tất cả giao dịch là được tự qua máy móc hết, đúng không? The role chẳng hạn nhá of many bank tellers in những cái developed countries, đúng không các bạn? Ở những cái nước phát triển, những cái nước mà kiểu hiện đại giàu có ấy, có đúng không? Nó thay thế vị trí của rất nhiều nhân viên ngân hàng trong những cái đất nước mà nó phát triển, đất nước mà nó hiện đại và nó giàu có đúng không? Và rõ ràng cái việc này sẽ khiến cho rất nhiều nhân viên ngân hàng phải ra đường. À, các bạn có thể biết như này nhá. Robots have taken over the roles of many bank tellers, đúng không? In the developed countries as a result of, đúng không? Được như một kết quả của cái nhu cầu khách hàng. Customers chẳng hạn nhá, demand for a fast, và các bạn cho một cái dịch vụ nó nhanh chóng và nó đáng tin cậy, không bị sai số. Reliable services chẳng hạn, đúng không? Mình nói rằng là ở một số nước phát triển thì robot đã chiếm lấy vị trí làm việc của rất nhiều những cái nhân viên ngân hàng, bởi vì khách hàng người ta có nhu cầu dịch vụ nó phải nhanh và nó phải tin cậy, không bị sai sót. Và rõ ràng việc này thì con người không thể so được với máy móc, vì chúng ta phân tích ở bên trên rồi, chúng ta phân tích ở bên trên là máy móc làm nhanh hơn và tốt hơn con người. Và đây là một cái ví dụ để mình support cho cái idea mình vừa nói. Có đúng không? Do vậy thì sẽ rất nhiều người ra đường và mất việc. Có đúng không? Đây là idea đầu tiên của mình. Mình phân tích cho các bạn, gợi ý cho các bạn cái layout để mọi người phân tích cái ý đồ đầu tiên, cái bất lợi mà robot đem đến cho nơi làm việc. Ai xong comment cho mình biết nhá. Ai chưa hiểu gì thì các bạn hỏi mình. Trước khi mình chuyển sang một cái idea thứ hai. Idea thứ hai sẽ dành cho bất lợi at home, xem là ở nhà, đúng không? At home thì robot sẽ đem lại những cái mặt bất lợi gì cho cuộc sống con người. 2 phút để mọi người ghi chép ý này nhá. Ý này rất là dễ, mình viết rất đơn giản như thế này thôi. Ok, mình không cái gì quá là cao siêu đây cả. Ở trên là ai xong thì các bạn comment cho mình biết. Trước khi mình chuyển sang cái ý thứ hai bây giờ sẽ phải dành cho nơi, sẽ phải dành cho nhà cửa. Vì nếu như bây giờ các bạn phân tích hai cái ý mà đều là hai cái ý dành cho workplace hoặc là hai cái ý đều dành cho at home, thì tức là các bạn không giải quyết được trọn vẹn đề bài, và không giải quyết trọn vẹn đề bài thì điểm cũng không bao giờ cao được. Cái lớp hiểu mình nói không? Ai xong comment nhá. Nếu có đúng người thôi, ai xong nữa thì comment. Trước khi mình chuyển sang ý thứ hai, các bạn lưu ý nhá, không hiểu gì thì phải hỏi đấy nhá, chứ đừng có ngại không hỏi, xong cuối cùng một buổi ngồi với nhau mất 2 tiếng, đúng không? Đáng lý 2 tiếng này ngồi nghỉ ngơi, mình biết là các bạn đều, hầu hết các bạn đều đang đi học, đúng không? Thì rõ ràng là các bạn sẽ khá là mệt mỏi khi mà cả ngày đã phải học rồi, buổi tối lại phải ngồi thêm 2 tiếng nữa. Thế nên là làm sao thì làm nhá, cả lớp nhá, 2 tiếng sau cho các bạn thu lại được, dù ít dù nhiều phải thu được thêm những cái điều mới, chứ không phải là 2 tiếng chúng ta ngồi chúng ta. Và các bạn thấy nha, lớp các bạn mình không bao giờ bị điểm danh, đúng không? Nên là mình muốn là các bạn join về cái tinh thần là các bạn cố gắng để đạt được một cái điều gì đấy, đúng không? Chứ không phải là một cái buổi chúng ta ngồi với nhau nói chuyện phiếm vài ba câu rồi chấm dứt, đúng không? Nói chung là cái tính của mình là mình không thích nói chuyện phiếm nhiều trong giờ học. Mình không biết là bình thường các bạn học như thế nào, những cái lớp rest mà mình rất là ít cho học sinh kiểu chơi game rồi thì giao lưu thế nọ thế kia, chỉ có làm việc, ok không? Và tất cả những cái việc giao lưu là câu chuyện sau giờ học. Ai xong nữa comment nha, còn 1 phút nữa cho các bạn. Xong comment nha, mình mới thấy được khoảng tầm mấy chục người. À, làm gì được mấy chục? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15 người, thêm tầm 5 người nữa cho tròn 20 người đấy. Lớp 70 người cơ mà, tính cả là 71, đúng không? Là ai xong nữa thì comment trước khi mình chuyển sang cái ý thứ 2. Ý thứ 2 bây giờ là mình sẽ dành cho at home, đúng không? Thế mà trong cuộc sống thường ngày, trong cuộc sống gia đình thường ngày, cái thứ ấy, đúng không? Thì sự xuất hiện của robot nó đem đến cái kết cục gì? Thì mọi người biết là robot trong nhà nó có nhiều loại robot, như kiểu là robot rửa bát, máy rửa bát cũng là một cái robot, một cái loại robot, đúng không? Máy rửa bát rồi thì robot hút bụi, robot lau nhà, có đúng không? Thì đúng là nó sẽ rất là support con người trong cái công việc ở nhà, nhưng mà nó có thể sinh ra cái vấn đề này này các bạn này, các bạn cái từ này chắc chắn là các bạn học với mình lâu thì quá quen rồi, mình viết lên chắc chắn các bạn biết, những người mà học với mình lâu và kể cả những người chưa học với mình chắc các bạn đã từng được gặp cái từ này rồi, thì mình viết cái từ này lên nhá. Đây, cái ý thứ hai của mình sẽ dành cho ở nhà nhá, đúng không? At home, xem mà nó sinh ra cái kết cục gì, và mình muốn lấy cái ý tưởng là cái ý tưởng này. Từ này nghĩa là gì các bạn? Sedentary lifestyle là lối sống như thế nào đây? Và cả lớp, những con người đã đi với nhau được lâu lâu rồi. Đúng rồi, đây là lối sống lười vận động, lối sống ít vận động. Tại
sao robot lại sinh ra cái việc này? Rõ ràng là robot nó rất là hiện đại, nó có thể làm những công việc nhà hộ con người như kiểu lau nhà, rửa bát, quét dọn. Đúng là nó sẽ giúp con người được tiện lợi hơn trong cuộc sống, đỡ bất công phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà nếu như bạn thử tưởng tượng đi, một cái ông cái việc gì cũng nhờ đến robot, từ cái việc đơn giản nhất như kiểu là tự tay lau một cái căn phòng nó mất mấy thời gian đâu, có đúng không? Tức là các bạn phải hiểu nhá, tận dụng robot thì rất là tốt, nhưng mà nếu như phụ thuộc quá thì lại không hay. Tức là cái sự over dependent, over reliant, mọi người hiểu không? Tức là quá là phụ thuộc vào robot. Bây giờ cái việc nhỏ nhất như kiểu là rửa một cái bát cũng không rửa được, cũng phải dùng robot, có đúng không? Thì rõ ràng là con người sẽ rất là ỷ lại, và một khi ỷ lại như vậy, chỉ biết ngồi im một chỗ, giơ tay năm ngón để robot làm hộ ấy, thì cuộc sống quá là ít vận động, quá là lười vận động, quá là lười nhác. Và chúng ta phân tích tiếp cái sự lười nhác như vậy, cái lối sống như vậy, rõ ràng một người ít vận động thì tỷ lệ mắc những bệnh nguy hiểm như là béo phì, như là huyết áp cao sẽ rất là cao. Có đúng không? Tiệu trung lại sẽ nói rằng là ở nhà, nếu như mà con người quá phụ thuộc vào robot để làm từ những cái việc nhỏ nhất, đơn giản nhất, tức là tự mình lau một cái nhà hoặc là tự mình rửa một cái bát, một cái cốc cũng phải nhờ đến robot, thì lối sống con người sẽ rất là lười vận động, chỉ có biết ăn rồi nằm. Vì ở nhà có việc gì nữa mà làm ngoài việc những công việc nhà? Bây giờ công việc nhà không làm thì chỉ có ăn và ngủ, chứ còn làm cái gì nữa? Các bạn hiểu vấn đề mình nói không? Do vậy là quá phụ thuộc, lười vận động, và một lối sống lười là béo phì, như là huyết áp cao. Các bạn đồng ý quan điểm này không? Có đồng ý quan điểm này cho cái bất lợi mà robot đem đến cho cuộc sống thương mại ở nhà không phải đâu? Đồng ý quan điểm này không nào? Comment nha, có đồng ý. Các bạn nghe rõ không? Mình vừa kết nối lại một cái mạng mà nó tốt hơn, mình nghĩ là nó tốt hơn. Các bạn nghe lại được chưa ở lớp? Các bạn nghe lại được chưa? Nghe được chưa? Đây hết rồi đúng không? Ok, rồi mình thấy comment. Rồi cái mạng của mình nó bị đơ không được comment các bạn. Rồi ok. Thank you các bạn. Ok đấy nhá, thì mình sẽ phát triển cho các bạn ý này. Xem là ý này chúng ta sẽ viết nó như thế nào sao cho nó hay và nó ok nhất. Đây, mình sẽ viết ý này đây. Ý này mình sẽ triển khai theo dạng như này nhá. Mình viết rằng là ok thêm vào đó. Furthermore. Hơn thế nữa, đúng không? Furthermore. Có đúng không? Mình nói rằng là do cái sự tối tân của robot, advance of robots. Có đúng không? Thì nó khiến cho rất nhiều người, đúng không các bạn? Do cái sự tối tân, do cái sự hiện đại của robots. Có đúng không? Thì có rất nhiều người ngày nay, right, many people have become, mọi người chắc là biết cái từ này rồi, over reliant. Mọi người hiểu ý đồ của này không? Over reliant, theo ý các bạn hiểu là gì? Over reliant, mọi người hiểu ý đồ của này không? Quá phụ thuộc, đúng không? Hoặc là các bạn nói là over dependent thì cũng được, tức là phụ thuộc quá mức ấy, có đúng không? Đấy, have become, you know, over reliant, đúng không? On, đúng không? Trở nên quá phụ thuộc, có đúng không các bạn? Trở nên quá phụ thuộc vào robot, đúng không? Để có thể làm những cái công việc hàng ngày, đúng không? Have become, you know, over reliant on cái robotic system, đúng không? Quá phụ thuộc vào một cái hệ thống robot, đúng không, để có thể giúp họ to adjust, đúng không, even in, đúng không, even trong những cái công việc, đúng không, even in những cái simple daily task, đúng không, ý tưởng của mình là như vậy, namely như kiểu là cleaning the floor, lau nhà, lau sàn cái kiểu, đúng không, cleaning the floor or washing the dishes. À, thế nhá, mình sẽ biết rằng là ok, hơn thế nữa đúng không? Do cái sự tối tân của robot thì có rất nhiều người sẽ trở nên quá là phụ thuộc vào robot và hệ thống robot để có thể giúp họ ngay cả trong những công việc đơn giản nhất trong cuộc sống thường ngày, như là tự mình lau một cái nhà hoặc tự mình, các bạn biết rồi, tự mình rửa một cái bát, có đúng không? Đấy, thì rõ ràng cái việc này có đúng không? Cái việc mà quá phụ thuộc như thế này, có đúng không? Cái xu hướng phụ thuộc như thế này đúng không? Các bạn biết thêm thôi. This phenomenon can, đúng không? In turn, kéo theo đó, đúng không? Can in turn lead to a sedentary. Đúng không các bạn? Biết đơn giản đấy thôi. Sinh ra một lối sống lười vận động. Các bạn nhớ từ này cho mình nhá. Từ này nghĩa là một lối sống lười vận động, đúng không? Và cái việc quá phụ thuộc vào robot để làm từ những cái việc đơn giản nhất trong cuộc sống như vậy ấy, đúng không? Nó sẽ dẫn đến một lối sống lười vận động. Lead to a
you know, sedentary lifestyle, có đúng không, among citizens. Và cái lối sống lười vận động này sẽ thường which accompanies, động từ này quen không, động từ này nghĩa là gì các bạn? Cái lối sống lười vận động này nó sẽ accompanies, đúng không, nó đi kèm với, nó đính kèm với, chính xác, accompanies with serious health, đúng không, issues, đúng không, such as, mọi người đều biết rồi, obesity, béo phì, không vận động thì chảy béo phì, đúng không, huyết áp cao, high blood pressure, ok không, học tiểu đường, đơn giản vậy thôi, ok không. Đây chính là ý thứ hai mình dành cho bất lợi mà robot đem đến cho cuộc sống ở nhà của chúng ta, đó là con người sẽ quá phụ thuộc vào robot để làm giúp họ ngay từ những công việc nhỏ nhất. Và nếu như mà phụ thuộc quá là như vậy thì con người sẽ lười vận động, cả ngày chỉ biết ăn mà nằm mà thôi. Và nếu như một lối sống lười vận động xảy ra thì con người sẽ rất là dễ suffer from những căn bệnh nguy hiểm như là béo phì, huyết áp cao và tiểu đường. Đây là body một của mình, mình phân tích đúng theo, bám sát theo đề bài luôn, nào at home and at work, hai cái disadvantages dành cho at home và at work như thế này luôn cả lớp nha. Ai xong comment cho mình, chưa hiểu gì thì cả lớp hỏi nhá. Trước khi mình chuyển sang body số 2, thì bây giờ body số 2 sẽ phân tích về những cái mặt lợi mà robot đem đến cho công việc cũng như là trong cuộc sống của con người chúng ta. 2 phút để mọi người ghi chép cái ý tưởng của mình lại. Đề này rất là dễ, đề này đi thi mà gặp đề này phải gọi là quá là sướng luôn đấy cả lớp nha. Đề này rất dễ luôn, không vấn đề. Hôm trước mình có đọc được một cái đề, không biết các bạn có theo dõi mấy cái đề thi gần đây không, nhưng ngày trước mấy tuần trước mình có đọc một cái đề gì mà thế giới nên gì nhỉ, sống chung dưới một chính phủ hay là có nhiều chính phủ ấy. Đấy, những cái đề như vậy mới khó, đúng không? Sắp tới mới cho các bạn làm đây đấy. Cái đề như vậy là mới khó. Chúng ta sẽ đi dần từ tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9 đi dần lên. Có đúng không? Bởi vì nó sẽ khó nhưng mà khả năng nó lặp lại nó sẽ không cao. Nên là mình chưa muốn phân tích với các bạn đề đấy. Mình phân tích những cái đề mà nó thi lâu lâu rồi, cũng tương đương với chủ đề mà nó rộng như thế này ấy, để nếu như mà các bạn đi thi các bạn gặp phải những cái topic nó tương tự thì chúng ta sẽ phân tích. Còn đương nhiên thì mình cũng thích làm những cái đề mà nó dị dị với các bạn, như cái đề vừa rồi, sống chung dưới một chính phủ hay là nhiều chính phủ, đúng không? Nhưng mà cái gọi là cái tính ứng dụng của đề đấy nó không cao lắm, tức là nó sẽ khó mà lập lại trong cái năm nay một cái đề theo cái dạng như vậy. Nên là mình chưa muốn cho bạn làm, mình muốn làm những cái đề mà nó rộng như thế này trước để các bạn có ý tưởng để các bạn triển khai những cái topic nó tương tự, đúng không? Robot là một chủ đề nó rất là rộng, nên là mình muốn đi với các bạn qua cái topic này. Ai xong cho comment nhá, mới được có mấy người thôi, cho số này. Ai xong comment nhá cả lớp. Một phút nữa cho các bạn nha. Một phút nữa. Rồi. Mình chuyển sang body số 2 được chưa cả lớp ơi? Mình chuyển sang body số 2 được chưa cả lớp? Hay ý kiến các bạn như thế nào đây? Chúng ta chuyển sang body số 2 được chưa? Các bạn comment quan điểm nhá. Có cần thêm thời gian không? Hay là mình chuyển sang body số 2 được? Body số 2 được chưa cả lớp? Có Huy ok đúng không? Hà Thành ok, các bạn còn lại thì sao? Đức Duy ok, Thành Ngân ok, thế mình chuyển sang body số 2 nhá. Hiền Phương, Khánh Huyền ok. Đấy, mình rất là open nhé. Bao giờ các bạn xong thì mình mới chuyển sang body số 2. Đấy nhá, bây giờ body số 2 nhá, mình sẽ phân tích về những cái mặt, một cái mặt gọi là những cái mặt lợi mà robot đem lại trong cuộc sống cũng như là trong công việc của chúng ta. Thế bây giờ mình hỏi các bạn nhá, mình có một cái việc này để chứng minh cho các bạn biết là những cái idea của những cái đề nó có thể relate với nhau một cách nó sát như thế nào. Mọi người biết cái thuật ngữ này rồi đúng không? Từ này nghĩa là gì các bạn? Từ này chắc chắn như các bạn học lâu với mình, học cái đề này suốt rồi, đúng không? Ở lớp nuclear family, mọi người học cái từ này chưa? Cả cái lớp nuclear family, đây là gia đình gì? Gia đình hạt nhân, tức là gia đình chỉ có hai thế hệ là bố mẹ và con cái thôi, đúng không? Bây giờ mình hỏi các bạn thêm một câu nữa, chúng ta đã từng làm với nhau những cái đề về gia đình hạt nhân nhiều chưa? Như các bạn học mình lâu rồi, chúng ta đã từng làm những cái topic, những cái idea về việc là nuclear family nhiều chưa? Cả cái lớp làm nhiều chưa? Rõ ràng là không dưới 2 lần mình đã từng phân tích qua cho các bạn những cái idea về nuclear family rồi. Và mình sẽ relate từ chính cái nuclear family này vào cái topic ngày hôm nay của chúng ta, topic robot, tưởng chừng nghe chả có gì liên quan cả, đúng không? Nhưng mình sẽ cho các bạn thấy cái sự liên quan của nó. Bây giờ mình sẽ phân tích như thế này, mình sẽ phân tích về mặt lợi của robot trong cuộc sống at home trước nhá. Thì mình nói như thế này, xã hội càng phát triển, đúng không, thì con người càng sống thành cái nuclear family, có đúng không? Bởi vì các bạn biết rồi, giới trẻ sẽ lên thành phố để lập nghiệp, trong khi những cái bậc cha mẹ ông bà thường sẽ ở lại quê để sinh sống.
Đấy là một cái điều mà hiển nhiên ai cũng nhìn thấy được. Và bây giờ giới trẻ cũng muốn sống riêng, không muốn sống chung với bố mẹ nữa, khiến cho nuclear family, người già ở một nơi và con cái của mình ở một nơi khác nhau. Các bạn đồng ý chỗ đấy chưa nào? Đến đấy là các bạn đồng ý mình chưa? Đến đấy là các bạn đồng ý idea của mình chưa nào? Tính đến chỗ đấy là các bạn đồng ý chưa? Tính đến chỗ đấy là các bạn đồng ý chưa đã? À, phải không? Tính đến cái chỗ mình vừa nói thì các bạn đồng ý chưa? Hay có thắc mắc gì không? Sau đấy mình viết tiếp nha. Nếu như mà con người ngày nay muốn ở riêng, muốn độc lập như vậy, muốn tự chủ như vậy nha, thì sẽ dẫn đến một cái việc là người già là neo đơn, không ai chăm sóc. Thế mọi người đã bao giờ đọc một cái tin ở Nhật chưa? Có những con robot nó được chế tạo, nó có biểu cảm như con người, nó nói được như con người luôn, nó bầu bạn cho những người già như vậy. Có đúng không? Vậy mình sẽ phân tích. Vì xã hội ngày nay sống thành những cái nuclear family nhiều như vậy, nên là rất có thể sẽ có một đại đa số bộ phận người già là không được ở gần con cái, không có con cái chăm sóc, và rất là dễ bị trầm cảm, rất là dễ có những căn bệnh về tâm lý khi mà cô đơn như vậy. Vậy thì nhờ có những con robot, nhờ công nghệ robot ngày nay đã chế tạo được những con robot như người thật, có biểu cảm, có cảm xúc, biết nói chuyện, biết trò chuyện, thì rõ ràng nó bầu bạn với những cái người đấy, có đúng không? Và làm cho những người già cảm thấy bớt cô đơn, bớt neo đơn hơn, và khiến cho con cái cũng yên tâm đi làm ăn hơn. Đấy chính là cái advantages mình muốn phân tích cho at home. Và mình không lấy đâu xa, mình relate từ chính những idea về nuclear family mà bản thân mình và các bạn đã làm với nhau rất là nhiều trong quá khứ. Idea này của mình, các bạn hiểu vấn đề chưa? Support older members and family. Cả lớp có đồng ý quan điểm không? Có đồng ý quan điểm không đã nào? Các bạn thấy không? Mình luôn luôn cố gắng. Khi mà các bạn làm nhiều đề, các bạn làm đủ một cái số lượng đề ấy, thì các bạn sẽ thấy, ví dụ cho bản thân mình nha, mình không bảo là mình giỏi hay cái gì cả, nhưng với bản thân mình thì mình luôn có một cái cảm giác là cái mạch ý nó chạy trong đầu của mình. Mình có thể rõ ràng mình lấy mỗi cái idea mình góp nhặt từ chỗ này một ít, chỗ này một ít, thì mình modify lại ứng với cái topic của mình. Và mình nghĩ rằng là khi mà các bạn làm nhiều ấy, thì cái mạch ý nó sẽ chảy trong đầu các bạn một cách rất là mượt. Các bạn chỉ việc lôi ra các bạn dùng mà thôi, chứ không phải vắt chán nghĩ xem là bài này nó phải là idea như thế nào. Khi mà các bạn làm đủ một cái số lượng đề và các bạn cover đủ một cái lượng topic ấy, thì mình nghĩ rằng là cái mạch ý nó sẽ chảy trong đầu các bạn và các bạn biết nó sẽ rất là nhanh và nó rất là đơn giản thôi. Ok, bây giờ mình sẽ phân tích ý này nhá. Đây. Ok, bây giờ mình cần một câu dẫn vào đoạn trước nhá. Thì mình thường hay dẫn vào câu đoạn như này này. Mình sẽ viết một câu dẫn đoạn thử nhá. Chẳng hạn ý này, bài này mình theo quan điểm là mình support nhá. Mình support là lợi nhiều hơn hại nhá. Đúng không? Thì mình cần một câu dẫn vào đoạn trước. Chẳng hạn mình viết câu dẫn vào đoạn như này, mình rất là hay viết theo kiểu như này nhá. Viết đơn giản như này thôi. Mình thì mình hay dùng cái cấu trúc này này. Mình cũng dạy các bạn, nói với các bạn rồi. Mình thì mình thường hay dẫn vào cái đoạn số 2 bằng việc dùng cấu trúc này. Ở mặt còn lại, đúng không? On the other hand, đúng không? Ở mặt còn lại, đúng không? Thì mình sẽ phân tích là on the other hand, thì tôi vẫn tin rằng I believe that these above, đúng không, mentioned, những cái bất lợi được đề cập ở phía trên. Đây chính là những cái đề cập bất lợi vừa đề cập ở cái đoạn phân đoạn trên, đúng không? Thì mình thường mở màn như này nhá. On the other hand, I believe, đúng không, that those above mentioned advantages, disadvantages, đúng không, những cái bất lợi phía trên vừa được nêu ở phía trên của both, đúng không, above mentioned disadvantages of, đúng không, robots engineering, robotic engineering, đúng không, của công nghệ robot chẳng hạn. Đấy nha, mình rất hay viết như này này, đúng không? Từ sorry, engineering. Đấy, mình nói rằng là những cái bất lợi phía trên của cái ngành công nghiệp robot, của cái ngành công nghệ về robot thì như thế này nha. Các bạn đều biết cái cụm này rồi, đúng không? Theo cụm này các bạn chưa cả lớp? Theo in comparison, cụm này mình nói với cả lớp chưa cả lớp? Mình nói với các bạn chưa? Nói rồi chưa nói nhỉ? Cụm này mình nói chưa cả lớp? Đúng rồi, là không thể sánh được với, là không thể so sánh được với. Pale and comparison là không thể sánh được, đúng không? Tức là mình nói rằng sau khi mình chê robot ở bên trên nhá, thì bây giờ xuống dưới mình nói rằng là ok, mặc dù như vậy, đúng không, thì tôi vẫn tin rằng là những cái bất lợi phía trên của robot là không thể so sánh được với những cái điểm lợi của nó. Mình phân tích những cái điểm lợi nó ra. Các bạn có hiểu câu dẫn đoạn này của mình không các bạn? Mọi người có hiểu cái câu dẫn đoạn này không? Thả cả lớp. Có hiểu câu dẫn đoạn này không cả lớp? Thả mọi người. Không thể sánh được với những cái lợi ích đi kèm của nó, có đúng không? Benefits. Sau đấy mình bắt đầu mình phân tích những cái mặt lợi mà robot đem đến là gì. Còn nếu như mà các bạn ủng hộ là hại nhiều hơn lợi, đúng không, thì đảo hai cái body này cho nhau là xong. Có hiểu ý mình không cả lớp? Nào, cái câu dẫn đoạn này các bạn hiểu vấn đề chưa? Mình hay triển khai theo kiểu như thế này. Đây là cái style của mình thôi, chứ mình không bắt các bạn phải theo mình nhá. Mình đưa một gợi ý cho các bạn để các bạn có thể hiểu được. Xong là mình thường hay viết câu dẫn đoạn như thế nào. Cả lớp nhá. Các bạn hiểu vấn đề mình nói không? Ok, nếu các bạn sợ đập từ thì bạn có thể đảo những cái từ khác. Còn đúng không? Ví dụ một số bạn bảo mình là X company vừa dùng bên trên, xuống bên dưới thì có bị lập hay không? Đương nhiên
sẽ rất là hạn chế cái việc đấy. Nhưng mà đây là cái câu ví dụ của mình, ok không? Ví dụ giả sử bên dưới này mình không thể, mình không dùng accompany, mình dùng là which, you know, consists of chẳng hạn, thì cũng được, có đúng không? Tức là mình phải, các bạn phải hiểu nha, mình đang không biết một cái phân đoạn hoàn chỉnh cho các bạn, mà mình đang phân tích từng ý một, và mỗi ý mình có thể triển khai. Đương nhiên là trong lúc mình viết ấy, sẽ có những lúc mình lập từ, bởi vì mình đang không viết mẫu cho các bạn, mình đang triển khai cái bài ký trước thôi. Còn khi các bạn biết nhá, tự các bạn phải tinh ý rằng là ok, bên trên vừa dùng accompany, bên dưới nên dùng cái từ khác, hoặc các bạn tự đổ động từ ở đây đi, which includes, which consists of rất nhiều từ, có đúng không? Ở lớp chứ mình không ngồi đây để mình phân tích mẫu, mình viết mẫu cho một cái bài luôn. Những cái ý tưởng, cái câu chữ như vậy nhá, tự gọi phải là người modify lại, chứ mình không phải nào mình ngồi mình modify cho các bạn từng cái tiểu tiết như vậy được. Cả lớp đồng ý mình không? Yeah, cả lớp mọi người có hiểu ý mình nói không? Cả lớp có hiểu ý mình không? Chứ không phải bảo là ở đây là bảo là mình dạy các bạn biết lập từ nhá, mình không dạy như vậy, mà đấy là một cái thứ nó rất là tiểu tiết, có đúng không? Thì bây giờ trở lại mình lại ngồi, mình phải ngồi mình soi xem là đúng không, các bạn hiểu vấn đề không? Tức là mình không khuyến khích cái việc viết lập từ nhá, mình rất là kỵ cái việc đấy, chứ đừng có về lại bảo là mình dạy các bạn viết lập từ. Nhưng các bạn phải hiểu nha, tự các bạn phải là người tinh ý. Ví dụ đấy, bắt đầu với động từ accompany, gọi là include, consists of, đúng không, involves, đúng không, rất nhiều từ, đúng không cả lớp? Ý mình là những cái tiểu tiết như vậy nha, là cả lớp phải là người tự xử lý, chứ thì mình không thể nào mình đi những cái detail nó quá là nhỏ như vậy được. Mà các lớp đồng ý không? Để đi tiếp nào. Tính đến chỗ này là các bạn hiểu vấn đề chưa? Tính đến chỗ này là các bạn hiểu vấn đề chưa cả lớp? Tính đến là các bạn hiểu vấn đề chưa? Ok nhá, đấy một cái câu dẫn vào đoạn như vậy. Chẳng hạn các bạn vừa chê nó xong đúng không, thì bên dưới các bạn phân tích rằng ok, mặc dù chê như vậy thì tôi vẫn tin rằng là những cái điểm tiêu cực như vậy, đúng không, là không thể sánh bằng những cái lợi ích đi kèm của nó. Vậy lợi ích đầu tiên như mình vừa nói rồi nào, đâu nhá, đây mình sẽ đánh dấu cái lợi ích đầu tiên ở chơi trước, mình sẽ nói về at home trước, có đúng không? At home có đúng không, thì nó mình sẽ nói rằng là promote the mental well-being, đúng không? Tức là cái sức khỏe tinh thần đấy, đúng không cả lớp? Promote the mental well-being of the elderly, có đúng không? Đấy, hoặc là những cái of những cái older family members, đúng không các bạn? Đấy, thế tại sao việc này xảy ra? Thì mình sẽ phân tích dần dần, mình dẫn giải vấn đề cho người đọc người ta hiểu được ý đồ của mình như thế nào, và chúng ta sẽ bám lấy cái ý tưởng từ cái nuclear family mà mình đã từng phân tích với các bạn trong các cái đề trước đây rồi. Có đúng không? Đấy, thì tại sao việc này xảy ra thì mình sẽ trình bày luôn ý tưởng. Đây mình sẽ nói luôn ý tưởng của mình là gì, và mình sẽ dẫn dắt ý tưởng này ra. Nào đầu tiên, first of all nhá, có đúng không? Chẳng hạn mình biết rằng là first of all, đúng không? Đầu tiên rằng, đấy, ok chưa? Mình sẽ nói rằng là những con robot, có đúng không? Cấu trúc này quá là quen rồi nhá, đừng bảo với mình là cấu trúc này các bạn chưa được học, đúng không? Robot, chẳng hạn mình viết như này đi, đóng một vai trò quan trọng, play a critical role. Đúng không ở lớp? Cấu trúc này quen không? Cấu trúc này quen không ở lớp? Cấu trúc này quen không? Chắc chắn là quá quen, chúng ta làm với nhau cấu trúc này quá là nhiều rồi, đúng không? Đầu tiên rằng, đúng không? Thì những con robot đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc nâng cao cái sức khỏe tinh thần của người già, đúng không? Promoting the mental, đúng không? Well-being of the older family members, có đúng không? Promote cái sức khỏe tinh thần của những cái người gọi là những cái thành viên lớn tuổi trong gia đình, có đúng không? Đấy, nó sẽ promote cái mental well-being của những cái older family members, có đúng không? Đấy, tại sao việc này xảy ra, có đúng không? Việc này xảy ra tại sao, các bạn phân tích tại sao nó lại promote được, thì cái việc này xảy ra do đâu, thì mọi người phân tích như này. Đấy, as society, đúng không? Mình phân tích ở đây nhá, vì xã hội càng phát triển, đúng không, thì các bạn biết rồi, more and more people, ngày càng có nhiều người tend to live, đúng không, in cái nuclear, đấy, này mình dạy các bạn rồi, gia đình hạt nhân, đúng không, nuclear families, đúng không, ngày càng có nhiều người sẽ có xu hướng sống thành những cái gia đình nhỏ, những cái gia đình hạt nhân, ok không, nuclear family chẳng hạn, nuclear family đây cho nó chuẩn đi, family units, những cái đơn vị gia đình nó nhỏ, ít người, chỉ có bố mẹ ở với con cái thôi, không ở với ông bà, có đúng không? Do vậy là it is hard, có đúng không, for những cả the elderly, đúng không, sẽ rất là khó cho những người già, có đúng không, để có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc từ con cái, có đúng không, acquire care and attention, đúng không, from the children, có đúng không, since, đúng không, they are separated, họ bị chia cách bởi, chẳng hạn mình biết nha, ngoài những cái, chẳng hạn như này đi, geographical barriers, họ bị chia cách bởi những rào cản địa lý, tức là kiểu
separated by long distances, by những cái distance. Nhưng mình viết nó hoa mỹ hơn, mình nói rằng là by những cái geographical barriers. Mọi người đều biết môn geography là địa lý đúng không? Và barrier là rào cản, bị chia cách bởi những rào cản địa lý. Nào, các bạn đồng ý không? Hai cách đầu dòng đầu tiên này các bạn ok vấn đề chưa? Hai cách đầu dòng này các bạn ok vấn đề chưa cả lớp? Mọi người ok chưa? Hai cách đầu dòng này các bạn ok chưa? Mọi người, hai cách đầu dòng này các bạn ok chưa? Tức là mình phân tích đấy, đúng không? Tại sao việc này xảy ra? Thì mình nói rằng là bây giờ ngày càng có nhiều người già phải sống một mình, đúng không? Bởi vì là giới trẻ bây giờ là rất là thích sống trong những gia đình nhỏ, còn đúng không? Do vậy là người già rất là khó để có thể nhận được tình thương, sự quan tâm chăm sóc từ những cái con cháu của mình, bởi vì hai thế hệ bị chia cách bởi những cái rào cản địa lý, tức là bị chia cách bởi những cái không gian, đúng không? Không được sống cùng nhau, không được sống gần nhau, có đúng không? Đấy, by những cái geographical barriers, có đúng không? Và trong hoàn cảnh như vậy, đấy, chẳng hạn nha, under such circumstances, có đúng không? Mọi người phân tích trong hoàn cảnh như vậy, đúng không? Thì mọi người sẽ nói rằng là những con robot như này nhá, các bạn biết con, những con robot này là con robot gì không? Những cái đây, đây là robot gì đây cả lớp? Đây là những con robot gì đây mọi người? À, cả lớp, đây là robot gì đây hả cả lớp? À, cả lớp, đây là những con robot gì mọi người biết không? Đây là những con robot gì cả lớp biết không? Đúng rồi, những cái robot hình người, có đúng không? Những con robot như kiểu là mô phỏng là con người ấy, có đúng không? Cái humanoid robot, đúng không? Thì mọi người phân tích nhá, trong cái hoàn cảnh như vậy, đấy, thì những con robot nhân tạo, có đúng không? Hình người như vậy ấy, sẽ rất là quan trọng. Đấy, are of importance, có đúng không? Bởi vì chúng nó, các bạn biết rồi, đấy, chúng nó được trang bị, mọi người, đấy, bởi vì chúng nó có khả năng nhá, chẳng có phân tích là bởi vì chúng nó có khả năng, are capable of resembling, động từ resemble gì cả đó, động từ resemble là gì? À, mọi người, động từ resemble là gì? Động từ resemble, mọi người học động từ resemble này chưa? Resembling ấy. Đây là verb in nhá, đúng không? Còn resemble là kiểu mô phỏng lại, có đúng không? Bởi vì chúng nó sẽ có khả năng mô phỏng lại những hành vi của con người, chẳng hạn nhá, humans, đúng không? Behaviors, đúng không? Trong đấy bao gồm là nha, chẳng hạn mình nói rằng là những con robot hình người ngày nay ấy, là chúng nó sẽ có khả năng là mô phỏng lại, đúng không? Kiểu gọi là bắt chước lại, đúng không? Mô phỏng lại những cái hành vi con người như kiểu là đây, những hành vi này chẳng hạn nhá, đây hành vi đầu tiên là gì các bạn? Chẳng hạn mình viết đi, cái đầu tiên này đi, hành vi đầu tiên là hành vi này, đây là hành vi gì? Hẳn cả lớp, đây là hành vi gì? Hành vi số 1 là hành vi gì? Hẳn cả lớp, hành vi số 1 là hành vi gì? Đúng rồi, những cái biểu cảm cơ mặt, đúng không? Hay là thêm những cái khác gọi là body language, có đúng không? Or chẳng hạn như kiểu là đây, ngữ điệu giọng nói, có đúng không? Bởi vì là chúng nó ấy, đúng không? Chúng nó được động từ này các bạn biết không? Embed, mọi người gặp được từ embed bao giờ chưa? Động từ embed, mọi người gặp được từ embed bao giờ chưa? Hả cả lớp? Động từ embed, động từ này các bạn gặp chưa? Hả mọi người, động từ embed, mọi người gặp động từ embed này chưa? Cả lớp gặp bao giờ chưa? Ừ, thực ra động từ embed là kiểu như kiểu là được gắn vào ấy, như kiểu là imprint, như kiểu được cấy cái gì vào đấy. Mọi người vào đây không? Kiểu embed là kiểu gắn vào. Ví dụ các bạn nói rằng là máy móc được embed những cái mã code, kiểu nhúng mã code vào ấy, đúng không? Các bạn học công nghệ thông tin mọi người sẽ hiểu embed, đúng không? Kiểu gọi là nhúng cái mã gì đấy vào trong cái cơ chế của cái gì đấy. Ví dụ các bạn nhúng một cái đường link vào trong một cái gì đấy, các bạn hiểu vấn đề không? Embed là kiểu nhúng vào, kiểu các bạn đưa một cái thông, một cái mã hóa gì đấy vào trong một cái máy móc gì đấy, các bạn hiểu không? Cái từ này viết nó ra tiếng Việt nó hơi khó, nhưng gọi là embed thì kiểu là nhúng vào, kiểu gọi là imprint một cái mã code gì đấy vào trong một cái con robot gì đấy, cái này gọi là embed. Mọi người vấn đề không? Các bạn có thể tra cái nghĩa của nó cho nó chuẩn hơn nhá. Còn giải thích bằng tiếng Việt thì mình đang muốn giải thích cái kiểu như này, mình không biết cái từ chuẩn của nó lắm. Mình hiểu cái từ này nhưng mà để giải thích bằng tiếng Việt thì nó hơi khó. Embed như là bạn cấy vào, ví dụ các bạn là bạn sẽ cấy một cái con chip, các bạn embed một cái con chip vào trong một cái bộ não của con robot, vào trong cái máy móc của con robot, đúng không? Các bạn cấy một cái chip vào trong một cái máy móc gì đấy để nó có khả năng làm việc nọ làm việc kia ấy. Các bạn hiểu vấn đề mình nói không? Các bạn hiểu vấn đề mình nói không? Các bạn hiểu ý không? Thì mình nói rằng là những con robot đấy nó được embed, nó được cấy vào những cái từ này là gì? Artificial intelligence là gì mọi người? Artificial intelligence từ này nghĩa là gì? Nó được cấy những cái gì đây? Đúng rồi, trí tuệ nhân tạo, có đúng không? Đấy, nó được cấy những cái trí tuệ nhân tạo vào trong người. Do vậy nên chúng nó mới có thể bắt chước được những biểu cảm con người, có đúng không? Do vậy là nhờ vào robot, đúng không? Thì người ta
những người già ấy, có đúng không? Thì rõ ràng người ta sẽ làm giảm thiểu bớt đi, đúng không? Is, có đúng không? Làm giúp giảm nhẹ đi, đúng không? Is giúp giảm nhẹ đi, đúng không các bạn? Chẳng hạn nhá, mình nói rằng là do vậy, vì những con robot ngày nay nó thông minh, nó giỏi như vậy, thì nó sẽ giúp ease the feeling, đúng không? Chẳng hạn of loneliness, đấy, xua tan đi cảm giác cô đơn của những cái người già, có đúng không? Bởi vì là robot ngày nay là sẽ có một cái sự, có thể nó sẽ nourish một cái nuôi dưỡng, đúng không? Một cái relationship, cái mối quan hệ giữa robot và con người và những người già đấy. Relationship between, chẳng hạn nhá, giữa những cái con robot và những cái người già như vậy, công dân có tuổi như vậy, dạng dạng như vậy cả lớp nha. Đây là gợi ý của mình. Tiệm chung lại, gợi ý của mình đầu tiên dành cho lợi ích của robot trong trong đời sống hàng ngày là nó giúp cho những cái người già, những cái thành viên lớn tuổi trong gia đình cảm thấy bớt cô đơn, bớt bị một mình hơn. Vì những robot ngày nay ấy, nó có thể hành xử như một con người và rõ ràng để giúp nuôi dưỡng cái mối quan hệ giữa con người và máy móc và khiến cho những người già mà đang phải sống xa con xa cháu bớt cô đơn, bớt buồn tủi hơn cả lớp nha. Các bạn đồng ý quan điểm này chưa? Ai xong comment nhá. 2 phút cho mọi người take note cái idea này của mình. Ok chưa? Ai chiều gì đó comment trước khi mình chuyển tiếp sang idea tiếp theo. Bây giờ sẽ là benefit dành cho nơi làm việc. Ai xong comment nhá. Đơn giản thế thôi, đúng không cả lớp? Đấy, một cái ý tưởng chừng như không liên quan gì cả, có đúng không? Eliminate được, Khánh Linh ạ, eliminate dùng cái từ đấy được, ok không? Hoàn toàn được. The traditional jobs chẳng hạn như thế, đúng không? Ok Hiền Phương, ok Hà Phương, Thanh Tùng, đơn giản thế thôi, đúng không? Mình lấy một cái ý từ cái một cái bài chúng ta đã viết nhau rất là nhiều rồi, bài về nuclear family, đúng không? Mình biến tấu đi một chút, thì như các bạn thấy là rõ ràng cái idea này nó hoàn toàn relatable, nó hoàn toàn liên quan đến cái bối cảnh của đề ngày hôm nay. Đấy, tiệu chung lại nhá, giúp cho những người già trong gia đình cảm thấy bớt cô đơn, bớt buồn tủi hơn cả lớp nha, đơn giản vậy thôi. Thế bây giờ mình có một idea tiếp theo dành cho nơi làm việc. Bên trên chúng ta phân tích là làm cho tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, đúng không? Nhưng bên dưới sẽ có một cái mặt lợi dành cho công việc. Các bạn biết rằng sẽ có những công việc ý, nó rất có hại cho sức khỏe, như kiểu là đào mỏ than này, làm việc trong những môi trường toàn khói bụi độc hại này, đúng không? Mọi người biết có những công việc như vậy đúng không? Các bạn những công việc như này này, mọi người biết những công việc như này không? Từ này có nhớ không? Blue collar workers, nhớ từ này không? À, blue collar jobs, mọi người nhớ từ này không? Hả cả lớp còn nhớ cái từ này của mình không? Sao lại cổ cồn xanh là cái gì đấy hả Khánh Linh? Ok, những cái công việc nó lao động chân tay, những công việc lao động chân tay mình sẽ phân tích là có những cái blue collar jobs, những công việc lao động chân tay rất là khắc nghiệt, ví dụ như kiểu là phải bê vác hàng trăm kg hàng trong một ngày, xong rồi phải làm việc trong những môi trường ví dụ đi đào mỏ than đúng không, toàn khói bụi độc hại hít vào phổi thì chẳng mấy chốc nhân viên suy kiệt mà ra đi không, có đúng không? Thế bây giờ có máy móc nhảy vào làm việc, nó giúp cho con người được giải phóng khỏi những công việc nó vừa nặng nề về thể chất lại vừa nguy hại cho sức khỏe như vậy, thì đấy là một điều quá là tốt chứ còn gì nữa. Có đồng ý idea đấy không? Idea này quá dễ để viết. Cả lớp có đồng ý mình nói không? Cả lớp có đồng ý với idea này của mình không? À, cả lớp đồng ý quan điểm không? Idea này phải gọi là quá là dễ để viết đi, đúng không? Mình sẽ phân tích rằng ở đấy có nhiều công việc, đặc biệt là những công việc blue collar jobs, những công việc lao động chân tay, nó khiến cho cái người workers phải chịu đựng những cái gọi là những cái nặng nhọc về thể chất cũng như là về sức khỏe. Bây giờ cho máy móc vào làm đi. Máy móc là máy móc, làm gì có hệ hô hấp như con người, làm gì có xương cốt như con người. Cùng lắm là hỏng một cái máy, vỡ một cái máy, còn hơn là mất một cái mạng người, đúng không cả lớp? Thì bây giờ mình nói rằng ở đây at work, mình phân tích luôn nhá, đỡ phải viết cái đồ dòng. Đây mình sẽ phân tích, đúng không? Về nơi làm việc, đúng không? Đứng từ góc độ của nơi làm việc, đúng không? Đây. From industrial, chẳng hạn thế đi, perspective, đứng từ góc độ của nơi làm việc đi, đúng không? From an industrial perspective, đứng ở góc độ của các ngành công nghiệp ấy, chính là những cái ngành công nghiệp đi làm việc ấy, ngành công nghiệp về dệt may, công nghiệp về tài chính, kinh tế các kiểu. Các bạn hiểu cái cụm này không? Đứng từ góc độ của các ngành công nghiệp, tức là góc độ của thị trường làm việc đấy. Cả lớp có hiểu ý đồ cụm này của mình không? Cả lớp mọi người đồng ý quan điểm của này không? From an industrial perspective, đứng từ góc độ của ngành công nghiệp, có đúng không? Thì mọi người sẽ có thể từ này nhá. Mọi người biết cái từ, à được rồi, mình sẽ biết nhá. Đứng từ góc độ của người làm việc thì nhờ vào máy móc nhá, thì con người sẽ có thể, humans can be liberated. Mọi người học động từ liberate bao giờ chưa? Gặp cái động từ này bao giờ chưa hả cả lớp?
gặp cái động từ này bao giờ chưa? Chính xác, giải phóng, chuẩn luôn. Giải phóng, giải phóng, giải phóng. Ok không? Đấy, mình nói rằng là con người được giải phóng khỏi. Đâu vào lớp? Có hiểu không? Liberated, liberated là kiểu giải phóng, được giải thoát khỏi cái gì đấy ấy. Hiểu cái từ mới này chưa vào lớp? Nhưng các bạn mà chưa học cái từ này bao giờ thì mọi người hiểu cái từ này chưa? Liberated là kiểu giải phóng, giải thoát khỏi cái gì đấy. Liberated from, đúng không? Thì mình nói rằng là đứng từ góc độ của các ngành công nghiệp, đứng từ góc độ thị trường việc làm ấy, thì con người sẽ được giải phóng khỏi những cái công việc đấy. Physically demanding, nặng nhọc về thể chất, được không vào lớp? Physically demanding, có được không? Sẽ được giải phóng khỏi những công việc nặng nhọc về thể chất. And tính từ này, detrimental, dạy chưa? Detrimental là gì vào lớp? Detrimental, tính từ detrimental là gì vào lớp? Sẽ được, đúng rồi, giải phóng khỏi những công việc vừa nặng nhọc về thể chất mà lại vừa độc hại, có đúng không? Đấy. Ok chưa? From the, à nhầm, at the workplace, đúng không? Đấy, for the sake, với lợi ích của, vì lợi ích sức khỏe của họ, for the sake of their, you know, health, physical health, hoặc là thế nào đấy, tùy các bạn nhá. Đúng không? Tức là mình sẽ mở bài, mình nói rằng là con người sẽ được giải phóng khỏi những cái công việc nặng nhọc, vừa nặng nhọc, vừa độc hại, có đúng không? Vì cái lợi ích sức khỏe của họ, thanh sư nhờ vào xuất hiện của máy móc, đúng không? Appearance of robots, of cái nọ, of cái kia, có đúng không? Đúng không? Tôi có thể phân tích thêm để làm rõ quan điểm này. Thế tại sao những công việc lại độc hại, lại nặng nhọc, đúng không? Thì mọi người biết rằng là infinite, đúng không? Đấy. Thực tế là có rất nhiều workers, đúng không? Mọi người có biết cái từ này không? Are on the brink, đúng không? Thì cái từ brink nó giống như cái từ này này các bạn, nó giống như cái từ verb mình hay gặp được các bạn đấy. Dạy chưa? Cụm này nghĩa là gì các bạn? Đang trên cái gì đấy? Đang nằm trên cái gì đấy? Đúng rồi, đang nằm trên bờ vực, có đúng không? Đấy, on the brink hoặc là on the verge. Cụm này mình dạy các bạn rồi, đúng không? Có lớp cụm này dạy mãi chưa? On the brink, on the verge, đúng không? Dạy chưa? Bình thường hay dùng cụm là push to the verge, đúng không? Bây giờ mình dùng luôn là đang ở trên bờ vực cái gì đấy, ở trên ranh giới ngấp nghé cái gì đấy. Nó là ngấp nghé ranh giới của cái việc. Nha, ví dụ mình biết là infinite workers are on the brink, on the verge of những cái, chẳng hạn nhá, of những cái sự kiệt sức, có đúng không? Đang trên bờ vực của cái sự kiệt sức, của cái sự kiệt quệ, có đúng không? Đấy. As a, như một hệ quả của việc, as a consequence of being beset by, cụm này mình cũng dạy các bạn rồi, dạy chưa nhở? Cụm này dạy chưa cả đâu? Cụm này mình dạy chưa? To be beset by, mình có chỉ cho các bạn bao giờ chưa hả đâu? Mình chỉ với các bạn bao giờ chưa? Comment nhá. Mình chỉ các bạn cụm này bao giờ chưa? Hả cả đâu? Cụm này mình dạy chưa? Ok, cụm này là bổ vây nhá, nên các bạn nhớ này. To be beset by something nhá. Mình viết luôn cho các bạn nhá. Tức là bị bao quanh bởi. Nhưng mà cái việc này nhá, các bạn nhìn này. Sẽ phải là như này này. To be, nó mang nghĩa rằng nhá, bằng to be surrounded, đấy nhá, by những cái negative, bởi những cái điều tiêu cực nhá. Các bạn không thể nói rằng là I am beset by love, tôi được bủa vây bởi tình yêu được, không được. Bởi vì love là một cái thứ tích cực. Cái từ beset chỉ dùng để nói về cái việc là các bạn bị bủa vây, bị bao vây bởi những thứ tiêu cực gì thôi, chứ không ai thể nói rằng là on my birthday, trong ngày sinh nhật của tôi được bủa vây bởi vô vàn tình yêu thương. Không ai nói như vậy cả. Beset chỉ đi với những cái từ tiêu cực. Nó giống với từ beset, nhưng mình muốn các bạn dùng cái từ này hơn. Từ này nó chuẩn hơn và nó sát hơn cái từ beset. Vì beset nhiều khi cái nghĩa các bạn dùng ấy, nó lại mang nghĩa là kiểu chiến tranh quân sự, kiểu bao vây ấy, nó không sát bằng cái từ này. Ok, mình nghĩ là các bạn nên đổ sang cái từ này, nó chuẩn hơn là cái từ beset. Cái từ beset cũng mang nghĩa là bổ vây, nhưng mà nó nghĩa của nó không mạnh ở những cái từ beset. Beset thì nó rất là rõ ràng và nó clear vấn đề hơn rất là nhiều. Nhớ nhá, cái từ beset chỉ dùng để ám chỉ cái việc tiêu cực thôi, không dùng để nói về những điều tích cực. Cả lớp hiểu vấn đề mình nói không? Nào, cái cụm này các bạn hiểu chưa? Cái cụm này các bạn hiểu vấn đề mình nói chưa hả cả lớp? Cụm này các bạn hiểu vấn đề chưa? Ok không? Cái cụm này nó rõ nghĩa hơn rất là nhiều và nó tròn câu hơn rất là nhiều nha các bạn nhá. Đấy, ok, of being beset, đúng không? By chẳng hạn thì nó rằng là bởi những cái công việc. Đấy, laborious, laborious, nặng nhọc đây, đúng không? Đấy, những công việc mà rất là nặng nhọc, đúng không? Đúng không? Bị bao vây, bủa vây bởi những công việc nó vô cùng nặng nhọc, có đúng không các bạn? Cũng như là đấy nha, các bạn nói là be beset bởi những cái laborious jobs, đúng không? Cũng như là cái việc phải chịu đựng những cái, chẳng hạn những cái bầu không khí làm việc nó tệ hại, nó thế nọ, nó thế kia chẳng hạn nhá. Ok không? Đấy.
Chẳng hạn biết đấy, bị by những cái laborious jobs, đúng không? Cũng như là bị bao vây bởi những cái điều kiện làm việc, đúng không? Đấy, chẳng hạn harmful, cái này đi. Working conditions. Đó, đúng không? Do vậy bây giờ máy móc nhảy vào, đúng không? Thì hãy... Đây, labor là kiểu chân tay, đúng không? Cái này kiểu nặng về chân tay này, đúng không? Kiểu nặng về chân tay ấy, cả lớp về vấn đề không? Đấy, thì bây giờ có máy móc nhảy vào, thì máy móc sẽ giúp con người, đúng không? Được giải phóng, được giải thoát, và khiến cho con người có một đời sống sức khỏe về mặt thể chất ấy, nó tốt hơn rất là nhiều. Ok chưa? Đây là hai idea mình muốn dành để phân tích cho body số 2, nói về cái việc là máy móc đem lại những cái mặt tích cực gì cho cuộc sống hàng ngày cũng như là trong công việc. Với cuộc sống, nó giúp cho người già cảm thấy bớt cô đơn, và với công việc khiến cho con người được giải phóng khỏi những công việc vừa nặng nhọc về thể chất mà lại vừa có hại cho sức khỏe, để khiến cho con người sống khỏe mạnh, sống vui tươi hơn. Cả lớp nha, ai xong comment cho mình biết. Mình cho mọi người 2 phút để hoàn thiện cái bài này trước khi mình chuyển sang cái topic số 2, nói về cái việc là nên cho trẻ em mẫu giáo đi học, đi nhà trẻ, hoặc là chỉ cần ở nhà ông bà chăm sóc là xong. Ok chưa? Ai xong comment nhá. Mình nghĩ là bài này khá đơn giản thôi, đúng không? Bài về robot đơn giản vậy thôi. Ai xong comment nhá. Ok, Thủy Hằng, Khải Minh, Thánh Nguyên đã xong comment nhá. Thêm 1 phút nữa cho mọi người. Đơn giản đúng không? Đã xong comment nhá. Bây giờ trong lúc đó các bạn comment nốt thì mình sẽ bắt đầu phân tích qua cái topic số 2 luôn. Cho là mọi người xong hết rồi đúng không? Ai mà chưa xong thì mình sẽ cuối giờ mình gửi lại file nhá. Mọi người lên trên link lớp hoặc mọi người lấy lại file nhá, để chúng ta còn sang cái đề số 2. Nhá, cái đề này các bạn hiểu chưa? Phân tích này có mình nghĩ là phân tích kỹ nhất có thể cho các bạn rồi đấy. Ok chưa? Những cái đề đầu tiên thì mình phân tích kỹ như vậy thôi, còn những cái đề về sau này, ví dụ như cái đề số 2 này mình phân tích nhanh hơn. Đấy, phân tích này nó quá là kỹ đấy các bạn rồi chứ còn như nào nữa. Đúng không? Mình nghĩ là không thể kỹ hơn được đâu. Kỹ hơn thì chỉ có mình viết hộ thôi. Đấy nhá, nào. Bây giờ các bạn sang cái topic số 2 cho mình. Topic số 2 nói về cái việc là đấy, một số người nghĩ rằng là những cái trung tâm chăm sóc trẻ em ấy, kiểu là nhà trẻ ấy, độ tuổi là preschool, tức là độ tuổi trước đi học, tức là tầm 4-5 tuổi ấy, chưa đến tuổi đi học, còn đúng không? Tức là những cái đứa trẻ độ tuổi trước đi học, như kiểu là 4-5 tuổi ấy, đúng không? Thì nên được gửi đến nhà trẻ. Một số người khác thì nghĩ rằng là con cái chỉ cần cái độ tuổi đấy bé như vậy thì chỉ cần ở nhà thôi, ông bà chăm sóc, ông bà take care, còn đúng không? Discuss cả hai quan điểm và đưa ra quan điểm các bạn. Thì chắc chắn bài này sẽ có hai body rồi. Body thứ nhất là về cái việc là tại sao nên gửi con cái đến nhà trẻ trong cái độ tuổi chập chững như vậy, có đúng không? Và body thứ hai là về cái việc là tại sao cái độ tuổi này chỉ cần ở nhà ông bà chăm sóc là đủ rồi. Ok, và nên là cho ông bà chăm sóc. Ok chưa? Thì ở đây chúng ta phân tích. Mình sẽ phân tích cái body 1 trước đi. Body 1 mình sẽ dùng để mình nói về cái việc rằng là thế tại sao nên gửi con cái đến nhà trẻ trong cái độ tuổi như vậy. Thế nha. Sẽ nói rằng là benefits. Đây này dễ biết, dễ là đề số 1 nhiều. Child care center, đúng không các bạn? Lợi ích của những cái trung tâm chăm sóc trẻ em như vậy là gì? Ok, thế lợi ích của nó là gì thì mình cũng nói với các bạn một cái lợi ích của nó luôn nhá. Các bạn biết rồi, mình chỉ cần lấy một lợi ích duy nhất như này thôi. À, hai lợi ích như này thôi để mà các bạn hiểu. Đi nhà trẻ vừa có lợi cho cái sự phát triển trí tuệ cũng như là sự phát triển nhân cách của trẻ con, nhất là những cái giai đoạn đầu đời như thế này. Tại sao lại như vậy? Thì thứ nhất, xét về mặt trí tuệ nha, thì mọi người sẽ biết rằng là các giáo viên ở trung tâm, người ta được đào tạo chuyên môn, được đào tạo bài bản, thì người ta sẽ biết cách làm thế nào cho học sinh hiểu bài, hiểu được những cái ý tưởng của giáo viên, và kiến thức của giáo viên là kiến thức chuẩn, chứ không phải là kiến thức như kiểu một số ông bà cha mẹ là kiểu tay mơ dạy, nhiều khi không biết là mình dạy đúng hay dạy sai nữa. Các bạn hiểu vấn đề không? Thì về cái mặt trí tuệ, học sinh khi mà đi học ở những cái trung tâm này là được bắt đầu chập chững, được tiếp xúc với những kiến thức nó chuẩn mực, nó được theo giáo trình bài bản, do vậy là sẽ dễ cho học sinh sau này đi học theo kịp bài giảng và có những cái nhận thức đúng đắn ngay từ những cái độ tuổi đầu tiên như thế này. Là các bạn hiểu vấn đề mình nói không? Có hiểu idea đầu tiên này không? Là xét về mặt trí tuệ nhá, là ở trường là tốt hơn vì giáo viên được đào tạo bài bản, giáo viên được đào tạo chuyên nghiệp, thì nó sẽ biết cách truyền tải cho học sinh để hiểu được vấn đề một cách nó sâu hơn. Còn xét về mặt tính cách, về mặt nhân cách nhá, thì mọi người sẽ biết được rồi là giáo viên ấy, người ta rất là cương quyết trong việc thi hành kỷ luật. Ví dụ học sinh mà hư, người ta sẵn sàng khiển trách, người ta sẵn sàng phạt. Và phải phạt thì trẻ con nó mới sợ vì nó còn rất là bé, đúng không? Không thể nào mà chiều cho nó mãi mãi được.
Bây giờ nó làm sai cũng lại tươi cười bảo là thôi, nhẹ nhàng đúng không, thì nó không thể nào mà nó nhớ được. Thì ở trên trường sẽ có những giáo viên người ta rất là cương quyết, người ta biết cách lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên mềm mỏng với học sinh, chứ không phải lúc nào cũng mềm mỏng, lúc nào cũng nghịch học sinh được. Ngược lại ở nhà mọi người biết ông bà thường rất là yêu con cháu, rất là thương con cháu. Còn nếu mà chiều như vậy, kể cả làm sai cũng không góp ý cho chúng nó, thì rất có thể sau này những đứa trẻ lớn lên sẽ tự coi mình là nhất, không coi ra cái gì cả, không coi cái cảm xúc người khác ra cái gì cả. Và đấy là một cái điều rất là bất lợi cho quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Là các bạn có hiểu idea mình nói không? Tức là tự chung lại nhá, mình sẽ đánh hai ý tưởng. Ý tưởng thứ nhất là đi học có lợi hơn cho sự phát triển trí tuệ của học sinh, và thứ hai là có lợi hơn cho sự phát triển về tính cách của học sinh. Các bạn có đồng ý quan điểm không? Có hiểu idea mình nói không ở lớp? Có hiểu idea mình nói không? Chắc mình phân tích nào. Mình nói qua idea như vậy các bạn hiểu vấn đề không? Ở lớp. Thứ nhất là về mặt trí tuệ đúng không? Và thứ hai là về mặt cảm xúc. À nhầm, về mặt tính cách. Cái tính cách của học sinh sẽ được nuôi dưỡng một cách nó chuẩn chỉnh hơn ở trên trường thay vì ở nhà, đúng không? Suốt ngày được ông bà cưng chiều, làm sai cũng không nhắc, đúng không? Muốn gì được đấy. Đấy là một cái điều rất là tiêu cực cho cái tính cách sau này của những đứa trẻ. Đối với bạn được 1 phút mình chỉnh sang. Ok chưa? Nào bây giờ mình sẽ sang body 1 luôn nhá. Mình sẽ bắt đầu mình phân tích thẳng luôn. Đây, chẳng hạn như này đi. Mình sẽ nói rằng là ok, đầu tiên rằng vẫn cấu trúc là on the one hand, on the other hand quen thuộc thôi. Mình thì mình không quá là cầu kỳ với câu dẫn vào đoạn, đúng không? Đây, chẳng hạn mình viết như này. Một mặt, đúng không? On the one hand. Mọi người viết nha, chẳng hạn một mặt mà nói, đúng không? Thì mọi người biết rồi, một mặt mà nói nhá. Còn đúng không? Thì chào mọi người viết như này nhá. Đấy. Sending children. Đây là những cái preschoolers gì đúng không? Những cái đứa trẻ độ tuổi trước đi học, sớm đi học đi, đúng không? Sending preschoolers to những cái child care centers, cho những cái trung tâm chăm sóc trẻ em. Đúng không? Sẽ có rất nhiều lợi ích. It has many, has some advantages chẳng hạn, đúng không? Or has some benefits. Có một vài lợi ích. Với lợi ích tiêu biểu nhất, tức là mình lại dùng cái kỹ thuật là mình viết gộp luôn câu dẫn đoạn và câu dẫn và idea trong cùng một câu. Cả lớp có đồng ý mình nói không? Cả lớp. Các bạn có đồng ý mình nói không? Kỹ thuật này mình nói qua rồi đúng không? Cả lớp. Kỹ thuật này mình có nói qua rất là nhiều lần rồi. Gộp luôn câu dẫn đoạn và câu dẫn và idea trong cùng một câu để khiến cho câu của mình nó dài hơn và nghe nó ấn tượng hơn. Mình nói cái này cho cả lớp. Mình nói cái này chưa? Mình nhớ là mình có nói rồi đúng không? Chẳng hạn mọi người viết tiếp. With the most notable one. Với cái lợi ích đáng kể nhất. Being. Có đúng không? With the most notable one, đúng không? Being những cái đấy, cái standard này theo chuẩn, tiêu chuẩn, đúng không? Đây, educational đấy, những cái phương thức giáo dục theo đúng chuẩn, tiêu chuẩn, chứ không phải là tự biên, tự diễn. Có đúng không? Đấy, mình nói rằng là cái gửi, việc gửi con cái đến nhà trẻ ấy, là một việc rất là tích cực, có rất là nhiều cái mặt lợi. Và cái mặt lợi lớn nhất, có đúng không? Đấy, là những cái phương thức giáo dục theo đúng tiêu chuẩn mà học sinh có thể nhận về. Có đúng không? Đấy. That these children can acquire. Có thể chinh phục được. Đúng không? Thế tại sao việc này xảy ra thì mình lại dùng cấu trúc giải thích rất là quen thuộc của mình là it is attributable to the fact. Đúng không? Đây, chẳng hạn viết tiếp. Mình lý giải tại sao đi học thì lại được giáo dục một cách theo đúng tiêu chuẩn hơn. Thì mình sẽ nói như này. It is attributable. Điều này xuất phát từ cái thực tế là, chẳng hạn nhá, to the fact that ở trên trường có đúng không? Thì mọi người biết rồi là những cái teachers are, đúng không? Usually, chẳng hạn nhá, thường được training bài bản, chẳng hạn nhá, professionally, đây nhá, well trained, đúng không? Đấy. Do vậy, có đúng không? Bọn họ, đúng không? Bọn họ sẽ được provide, họ được trang bị những cái là equipped, đúng không? Họ được trang bị những cái này nhá. Từ này mình có dạy rồi đúng không? With những cái pedagogical skills. Mình dạy cái cụm này chưa? Hả các bạn? Đây là kỹ thuật, kỹ năng gì đây? Hả cả lớp? Đây là kỹ năng gì? Đúng rồi, kỹ năng sư phạm. Chuẩn luôn, đúng không? Do vậy họ được trang bị những kỹ năng sư phạm. Có đúng không? Được đào tạo bài bản mà thì sẽ có kỹ năng sư phạm. Ok không? Và một khi có kỹ năng sư phạm ấy, có đúng không? Thì rõ ràng là cái người giáo viên này
Đấy. Họ sẽ hiểu những cái vấn đề cốt lõi của giáo dục, đúng không? They tend to know the common sense of knowledge of education. Họ hiểu những cái bản chất cốt lõi của việc giáo dục là gì, có đúng không? Cũng như là họ có thể truyền tải bài giảng một cách nó dễ hiểu và nó nhẹ nhàng nhất cho học sinh. Ok không? Đấy, họ cũng sẽ biết cách là đấy. Deliver the lecture, đúng không ạ? Một cách nó effectively. Ok chưa? Ok chưa? Và tất cả những yếu tố như vậy, mọi người phân tích, these components can, những yếu tố như vậy, từ cái việc là nắm vững kiến thức, có kỹ năng sư phạm, truyền tải bài giảng nó hiệu quả, đúng không? Thì tất cả những yếu tố như vậy có thể kéo theo sau, đúng không? Can, intern, các biết rồi, lead to, có đúng không ạ? Là dẫn đến, ok không? Đấy, lead to. Các bạn biết chẳng hạn bây giờ, tất cả những yếu tố như vậy, từ cái việc nắm được kỹ năng sư phạm, từ cái việc là truyền tải bài giảng nó dễ hiểu, có đúng không? Hoặc là các bạn biết này, đóng vai trò act as a facilitator, đóng vai trò là từ này quen không? Đóng vai trò như kiểu là một cái chất, là đóng vai trò như là một cái sự để tạo điều kiện cho, đóng vai trò, các bạn hiểu từ này đúng không? Facilitate là tạo điều kiện thuận lợi, đúng không ạ? Các bạn gặp cái động từ facilitate rất là nhiều đúng không? Thì act as, you know, a facilitator, đúng không? Đóng vai trò như là một cái sự trợ giúp, có đúng không? Đấy, to chẳng hạn nhé. Đấy, thì có thể seduced. Từ này là gì? Intellectual, mọi người từ này chưa? Đây, đây là sự phát triển về gì hả các bạn? Đây là sự phát triển về gì? Đúng rồi, sự phát triển trí tuệ cho trẻ nhỏ ngay từ những cái bước chập chững đầu đời như vậy. Ok không? Vậy idea số 1 của mình chính là common sense là kiểu cốt lõi nha em nhá. Common sense là kiểu cốt lõi, có đúng không? Vậy ở đây ý tưởng của mình là như thế này. Ý tưởng đầu tiên của mình nói rằng là cho đi học thì trẻ con sẽ phát triển trí tuệ nó tốt hơn, bởi vì giáo viên ấy, người ta có kỹ năng sư phạm, họ biết cách làm thế nào để học sinh hiểu được vấn đề nó chuẩn nhất và nó dễ dàng nhất cả lớp nha. Ai xong comment cho mình biết trước khi mình chuyển tiếp sang thêm một idea nữa. Ba gạch đầu dòng này các bạn hiểu chưa? Ai xong rồi và hiểu rồi thì comment cho mình biết nhá. Thời gian cho bạn ghi chép đấy. Ai ghi xong comment cho mình biết trước khi mình chuyển tiếp sang idea số 2. Một cái benefits nữa của việc là cho con cái đến những cái child care centers là gì? Ok, một số bạn đã xong đúng không? Một phút nữa nhá. Bài này mình nghĩ không phải là một bài gì nó khó cả. Và chúng ta đã từng làm với nhau đề này rồi. Các bạn nào mình lâu lâu rồi, lớp offline ngày xưa mình cho làm đề này rồi. Và đấy các bạn thấy đấy, nó thi đúng một cái đề mà như chúng ta đã từng làm với nhau luôn. Ok, này thêm tí nữa về kỷ luật đúng không? Đây là về trí tuệ nha, bây giờ mình thêm về nhân cách, về cái kỷ luật của học sinh. Thì mình sẽ biết là, ok thêm vào đó. In addition đúng không mọi người, thêm vào đó. Thì những người giáo viên ấy, thì thường bọn họ sẽ rất là teachers are, các bạn biết từ này không? Determined, nghĩa là gì? À, các bạn, to be determined, mọi người hiểu ý của mày là gì không? Có hiểu ý đồ của mày là gì không? À, cả lớp. Teachers làm sao đây? À, mọi người, tận tâm mà. Thì gọi dedicate mới là tận tâm em ạ. Đúng rồi, quyết đoán, cương quyết, đúng không? Determined là quyết đoán, cương quyết. Đúng không? Tức là mình nói rằng là thêm vào đó. Giáo viên là rất là quyết đoán, đúng không? Để có thể thi hành cái việc như này nhá. Are determined, đúng không? Chẳng hạn, to promote những cái positive disciplines chẳng hạn đây đúng không? Disciplines gì mọi người? Disciplines là gì mọi người? Các bạn học từ này chưa? Disciplines bình thường chúng ta hay dạng đúng rồi, kỷ luật, những kỷ luật tích cực, kỷ luật kiểu có lợi, có đúng không? Kỷ luật đúng không? Teacher rất là cương quyết trong việc là thi hành kỷ luật, có đúng không? Are determined, có đúng không các bạn? Đó, to promote những cái positive disciplines, có đúng không các bạn? Đấy, và những cái positive disciplines này nhá, các bạn biết rồi, nó sẽ đóng một vai trò quan trọng. Wait. Play a critical role in making children những cái productive members, đúng không? Of society chẳng hạn nhá. In the long term. Đấy, các bạn biết cái từ này rồi. Productive members of society nghĩa là các công dân có ích trong tương lai. Tức là mình nói rằng là thêm vào đấy, đúng không? Thì teachers rất là quyết đoán trong việc thi hành kỷ luật trong lớp học, đúng không? Và những cái sự kỷ luật như thế này đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc khiến học sinh, biến học sinh trở thành những công dân có ích cho xã hội trong tương lai, có đúng không? Đấy, bạn có thể phân tích thêm tại sao việc này xảy ra đúng không? Thì bạn phân tích
để minh họa to illustrate, mọi người hiểu vấn đề không? Thì giáo viên ấy, đấy, đã biết rồi. Mình phân tích nha, thì giáo viên đúng không? Đã biết nha, là họ sẽ thường dành thời gian spend, chẳng hạn nha, dành một khoảng thời gian tương đối, chẳng hạn nha, substantial amount of time để như kiểu là dạy học sinh, đúng không? Teaching children về những cái thứ như này nhá. Chẳng hạn mọi người phân tích về những cái thứ mà học sinh có thể, những cái kỷ luật mà học sinh có thể tiếp thu trên lớp, như kiểu là không đánh nhau này, đúng không các bạn? Non-violence chẳng hạn đi, đúng không? Không bạo lực, không đánh nhau với bạn bè trên lớp, đúng không? Đấy, như kiểu là quyền con người, human rights phải respect, những cái quyền con người không được xỉ nhục nhau, không được kiểu body shaming nhau, các kiểu đấy. Các bạn hiểu vấn đề không? Như human rights có đúng không? Tôn trọng cá nhân này, self respect, mọi người nói chung mọi người gạch ra một vài cái disciplines mà học sinh có thể được học trên trường, hay là kể cả là cái lòng đồng cảm với bạn bè, đúng không? Đấy, vân vân, đúng không? Trên trường là học sinh sẽ dạy, giáo viên sẽ dạy những cái kỷ luật về cái việc về quyền con người này, về cái việc tôn trọng lẫn nhau này, cũng như là những cái giá trị của cái việc đồng cảm, thông cảm với nhau, có đúng không? All of which, và tất cả những cái việc này nó là những cái đã biết rồi. Chúng ta lại dùng cái từ là prerequisite, từ này nhớ không? Là điều kiện bắt buộc, có đúng không? Là yếu tố bắt buộc. Các bạn đồng ý không? Điều kiện tiên quyết, điều kiện bắt buộc, đúng không? Những cái prerequisite, đúng không ạ? Nó là những cái điều kiện bắt buộc về cái sự phát triển về đạo đức của trẻ nhỏ. Regarding the moral development of children, tức là mình nói ra mà đấy, để minh họa đúng không? Thì ở trên trường, trên lớp thì giáo viên thường rất là cương quyết trong việc ra kỷ luật, đúng không? Và bọn họ thường sẽ dạy học sinh về những cái thứ như kiểu là về như các bạn, như mình phân tích rồi đúng không? Dạy chúng ta về những cái thứ như kiểu là đây, không bạo lực, không đánh nhau, quyền con người, self respect, đúng không? Và phân tích ngược lại. However, tuy nhiên, this is not the case, đúng không? When it when đúng không? Having grandparents, khi mà cho ông bà, đúng không? When having grandparents, việc này sẽ không xảy ra, đúng không? Khi mà có having or là when children being looked after by grandparents. Thế tại sao việc này xảy ra? Mình phân tích bởi vì những cái bậc ông bà ấy, mọi người có thể dùng từ này, họ thường xuyên, always, dote on. Từ này các bạn học chưa? Động từ phrasal verb này, các bạn học động từ này chưa? Dote on, mọi người gặp động từ này bao giờ chưa? Động từ này cả lớp gặp bao giờ chưa? Hả cả lớp? Chiều chuộng hoặc hiểu một cách tốt hơn nhá. Dote on kiểu là yêu thương ai đấy vô điều kiện. Kiểu love unconditionally ấy, đúng không? Yêu thương ai đấy một cách vô điều kiện luôn. Các lớp hiểu vấn đề không? Thường xuyên yêu con cháu của mình vô điều kiện. Các bạn hiểu cái động từ này chưa? Dote on là kiểu yêu thương vô điều kiện. Có đúng không? Spoil là chiều chuộng. Chiều chuộng là khác nhá. Còn đây là yêu thương vô điều kiện. Một cái là chiều chuộng, các bạn nghe tiếng Việt là hiểu đúng không? Đúng rồi, từ spoil một lát nó sẽ dùng, tức là spoil, tức là chiều chuộng. Còn dote on là kiểu yêu thương vô điều kiện ấy. Tức là kiểu hai cái từ đấy, hai cái từ nó khác nhau mà. Chiều chuộng khác mà yêu thương vô điều kiện khác. Bây giờ ví dụ các bạn giàu thì các bạn mới chiều chuộng được. Thế bây giờ thì không có tiền thì chiều chuộng kiểu gì, nhưng mà người ta vẫn yêu con của mình vô điều kiện. Tức là có những phụ huynh nó rất là cứng rắn nhá. Có đúng không? Nhưng mà họ vẫn yêu thương con cái của họ vô điều kiện, họ không chiều con cái của mình, nhưng họ vẫn yêu con cái của mình vô điều kiện. Các bạn hiểu vấn đề không? Hai cái từ nó khác nhau mà. Nghĩa của nó khác nhau mà, các bạn hiểu vấn đề không? Một cái là yêu thương vô điều kiện, một cái là chiều chuộng. Thì mình đã không hiểu là các bạn cảm thấy nó giống nhau ở chỗ nào. Các bạn hiểu vấn đề không? Đầy người người ta yêu con cái của mình vô điều kiện, nhưng người ta không chiều con ra mặt. Nó khác nhau. Các bạn hiểu vấn đề mình nói không? Phải cả lớp. Các bạn có hiểu ý mình nói không? Hai cái từ với hai cái nghĩa khác hẳn nhau, nói tiếng Việt là thấy khác nhau rồi. Một cái là yêu thương vô điều kiện, một cái là chiều chuộng. Nó chả liên quan gì cả, đúng không? Đấy. Mình sẽ nói rằng là grandparents, đúng không? Thì bọn họ thường sẽ rất là yêu thương con cháu của mình một cách vô điều kiện, đúng không? Grandchildren. Họ thường xuyên dote on những cái grandchildren của mình, yêu thương con cháu của mình vô điều kiện. Có đúng không? Và rất có thể là những cái đứa trẻ như vậy, these children are likely, có nguy cơ cao, khả năng cao, to become, không biết từ này rồi, self-centered adults, đúng không? Trở thành những cái người mà chỉ biết, hoặc là self-centered and impulsive, đúng không? Adults in the future. Self-centered nghĩa là chỉ biết đến bản thân mình, coi mình là trung tâm, coi mình là vũ trụ luôn, đúng không? Còn impulsive tức là kiểu bốc đồng, không quan tâm đến ai ấy, hoặc là cái từ này này, impulsive, nó cũng đồng nghĩa với cái từ là kiểu
quên. Nó có đồng nghĩa với từ là less considerate, đúng không? Như kiểu là không quan tâm đến ai đấy, đúng không? Kiểu gọi là vô cảm, không quan tâm đến mọi người. Impulsive là kiểu bốc đồng, đúng không? Còn self-centered là kiểu tự coi mình là trung tâm, nghĩ mình là nhất, mọi người là phải theo mình, có đúng không? Đấy. As a consequence, do hệ quả của việc. As a consequence of, đúng không? Being spoiled, đúng không? Đấy, được nhung chiều bởi ông bà của mình trong suốt cái thời gian thơ ấu, đúng không? My grandparents, có đúng không? Throughout, hỏi nha. Their childhood, chẳng hạn thế đi cả lớp. Tức là tiệu dung lại, ý thứ hai mình nói rằng là cái việc cho con đi học ấy, ngoài việc là phát triển được trí tuệ, giúp cho học sinh có được những cái kỷ luật, và những cái kỷ luật như thế này, nó là một yếu tố tiên quyết, một yếu tố bắt buộc để khiến cho những học sinh, những đứa trẻ trở thành những công dân có ích trong tương lai. Và ngược lại, cái việc này ở nhà khó xảy ra vì ông bà thường yêu thương con cháu vô điều kiện. Và do vậy, những cái đứa trẻ như vậy thường sẽ trở thành những cái người tự coi mình là trung tâm và những người bốc đồng, không quan tâm đến cảm xúc người khác trong tương lai gần, bởi vì là chúng nó đã quen với cái việc được chiều chuộng bởi ông bà xuyên suốt quãng thời gian thơ ấu của mình rồi. Đây là idea dành cho body 1 của mình. Tiêu chung lại mình đánh hai idea. Idea thứ nhất dành cho trẻ trí tuệ và idea thứ hai dành cho nhân cách của đứa trẻ được phát triển một cách tích cực như thế nào thông qua việc được gửi đến những cái trung tâm chăm sóc những cái nhà trẻ. Cả lớp nha, ai xong comment cho mình biết trước khi mình làm việc những cái công việc tiếp theo. Cả lớp nha, ai xong comment nhá. Chỗ này các bạn hiểu vấn đề chưa? Nó rất đơn giản thôi chứ có gì đâu. Có đúng không? Ok nhá. Ok, hôm nay hơi bị quá lố thời gian thế nhờ. Mình cho các bạn nghỉ 10 phút nhá. Đến 8:45, bây giờ 8:35 hay 8:45 mình sẽ phân tích rất là nhanh cái body 2 trước khi chúng ta đi thêm một cái đề writing part 1 nữa. Rồi mình finish cái buổi hôm nay cả lớp nhá. Chúng ta sẽ nghỉ 10 phút cho các bạn đỡ mỏi tay. Thì các bạn lấy sức các bạn vào chiến đấu tiếp. 10 phút, 8:35 đến 8:45, sau đó chúng ta sẽ back lại xử lý nốt cái body số 2 và làm nhanh với nhau, ngó qua nhanh với nhau. Chúng ta finish cái buổi hôm nay cả lớp nhá. Ok, 10 phút nghỉ ngơi cho các bạn nhá. Ok. 10 phút nhá. Ai có câu hỏi gì cứ đặt nha, ra chơi vào mình sẽ giải đáp. Ok. Nếu mà ngại thì nhắn private cũng được thì mọi người. 10 phút nhá. Không phải loạn nhỉ. Để máy tính đấy. Làm gì không? Đến đi.
Ok, các bạn nghe rõ chưa? Cả lớp chúng ta phân tích nốt cái đề này nhá, trước khi ngó qua một cái đề running của cái phần task 1 của cái đề 2021. Các bạn nghe rõ chưa? Mình phân tích nốt đây. Mọi người nghe được hết chưa? Mình sẽ phân tích rất là nhanh cái body số 2 thôi. Ok chưa? Cái body số 2 thì chúng ta sẽ nói về những cái mặt tích cực của cái việc là chỉ cần cho con cái ở nhà thôi, không cần đem đến nhà trẻ cho ông bà chăm sóc là đủ. Có đúng không? Thì body 2 đây nhá, sẽ là cái benefits của cái việc là having children being looked after that benefits of, you know, mình biết tắt thôi nhá, right, of grandparents, biết này này thôi. Cái benefits của việc là cho con cái được take care, được look after bởi những grandparents, bởi những cái bậc ông bà. Thì ý đầu tiên rất là dễ viết, các bạn có thể đánh về tiền bạc giúp mình. Tiền bạc. Mọi người nói rằng là rõ ràng là cái việc gửi con đến nhà trẻ là sẽ mất tiền. Có đúng không cả lớp? Có đúng không? Gửi con đến nhà trẻ là mất tiền. Thì mọi người phân tích ra đấy là có nhiều gia đình đang rất là khó khăn. Có đúng không? Thế bây giờ người ta không có tiền cho con cái đi học thì làm thế nào? Chẳng lẽ cho con cái mình bơ vơ à? Có đúng không? Thì trong những hoàn cảnh như vậy thì rõ ràng là ông bà có thể giúp đỡ được rất là nhiều. Và ông bà thì rõ ràng là thường sẽ không đòi hỏi về tiền bạc cái gì rồi. Ok không? Do vậy thì rất nhiều gia đình sẽ được giải phóng. Chúng ta lại có thể dùng cái từ liberated vừa dùng ở bên trên. Rất nhiều gia đình sẽ được liberated from những cái financial burdens, được những cái áp lực tài chính. Có đúng không? Bây giờ không còn lo là con cái của mình sẽ không có ai để chăm sóc, không có ai để bảo ban nữa. Có ông bà giúp rồi, không phải lo về tiền bạc, không phải lo về cái việc là con cái mình không cần chăm sóc nữa. Tức là về cơ bản benefit đầu tiên là tiết kiệm tiền, là nó kiểu có lợi về kinh tế hơn cho nhiều gia đình, đặc biệt những gia đình còn chưa được khá giả cho lắm. Các bạn có đồng ý mình nói không? À, các bạn có đồng ý mình nói không? Có đồng ý cái idea này không? Nói chung là tiết kiệm tiền nhá. Để chờ thì mình phân tích nhanh cái này thôi, vì bây giờ cũng sắp hết giờ rồi nên mình sẽ phân tích nhanh cái ý này. Như mình nói đấy, thường mình sẽ phân tích rất là kỹ ở đầu giờ, còn càng về cuối thì mình sẽ cố gắng đi nhanh một chút. Ok đấy nhá. Thì chẳng hạn mình có thể phân tích ý đầu tiên, mình phân tích rằng là ok, một mặt còn lại đúng không? Thì cái phương pháp đúng không? Cái việc là có ông bà chăm sóc con cái, chăm sóc hộ những đứa con của mình ấy, nó là the most nhá. Chẳng hạn đi, economical choice đúng không các bạn? Nó là cái phương pháp mà nó có lợi về kinh tế nhất cho các gia đình. Ok, the most economical choice, có đúng không? Thế tại sao nó là cái việc lợi về kinh tế nhất, có đúng không? Thì mọi người phân tích đúng không? In fact, chẳng hạn đây, thực tế là chúng ta lại dùng các cấu trúc phân tích rất là nhiều, đúng không? Có thể phân tích như này không? Your many, chẳng hạn mình dùng từ này đi, not so wealthy, đúng không các bạn? Những gia đình mà chưa được khá giả cho lắm, mình dùng từ này được không? À, mọi người, cái từ này mình dùng được không? Not so wealthy families, đúng không? Chẳng hạn mình biết rằng ok, thực tế là bên ngoài cuộc sống của chúng ta, đúng không, thì có rất nhiều những cái gia đình mà không được khá giả cho lắm, lại dùng cấu trúc này quen thuộc của chúng ta thôi, họ còn đang phải struggle với, đúng không, having, đúng không, họ còn đang phải struggle with cái việc là, các bạn biết rồi, having những cái mà là struggle with những cái đây, biết nào cho nó ok nhỉ? Chẳng hạn mọi người biết nhá, struggle with having an adequate living standard, có đúng không? Mình sẽ nói rằng là ok, có nhiều gia đình ngoài kia còn đang phải vật lộn với việc có một cuộc sống no đủ, điều kiện sống no đủ, đúng không? With having an adequate living standard, và từ này chúng ta cũng dùng với nhau rất là nhiều rồi, let alone, được không cả lớp? Từ này quen không? Từ này có quen không cả lớp? Vẫn các cấu trúc rất là quen của chúng ta qua từng buổi thôi. Nhớ từ let alone này không? Huống hồ, đúng không? Huống chi là mình nói rằng ok, bên ngoài kia có rất nhiều gia đình còn chưa được khá giả cho lắm. Ok, bọn họ còn đang phải rất là vật lộn với việc có một cái điều kiện sống như ý, đầy đủ, có đúng không? Huống hồ là, đúng không? Let alone, đúng không? Send the children, đúng không? To những cái child care centers, đúng không? Whose expenses, đúng không? Maybe, mà cái chi phí rất có thể, đúng không? Rất là đắt đỏ, đúng không? Expensive, chẳng hạn. Ok chưa? Chẳng hạn thế nhá. Mình sẽ biết rằng là ok, có nhiều gia đình ngoài kia còn đang rất là vất vả, vật lộn này, struggle with, đúng không? Vật lộn với cái việc, đúng không? Vật lộn với cái việc là làm thế nào mà có được một cuộc sống như ý, đúng không? Huống hồ là cái việc gửi con cái đến những cái nhà trẻ, nơi mà chi phí có thể rất là đắt. Hai câu này các bạn ok chưa? Hai câu này các bạn hiểu vấn đề mình nói chưa cả lớp? Hai câu này các bạn hiểu vấn đề chưa? Ok chưa? Đấy, cho nên các bạn chốt hạ vấn đề thôi. Ok chưa? Mọi người chốt hạ vấn đề này, ý này cũng rất là dễ biết thôi. Có đúng không? Therefore,
Có đúng không? Thì it should be a moral obligation. Nó nên là một cái nghĩa vụ về mặt đạo đức ấy. Đúng không? Obligation là nghĩa vụ đúng không? Thì nghĩa vụ về mặt đạo đức. Có được không các bạn? Một nghĩa vụ đạo đức. Có được không các bạn? Có được không? It should be a moral obligation, đúng không? For những cái the elderly, đúng không các bạn? To, chẳng hạn nha, jointly, đúng không? Shoulder, để cùng chung vai gánh vác cái trách nhiệm chăm sóc con trẻ. Có được không các bạn? To jointly shoulder the, chẳng hạn nha, responsibility, chẳng hạn nha, responsibility for taking care of preschoolers. Có đúng không? Bởi vì cái việc đấy sẽ giúp đấy, liberate. Từ này vừa dạy bên trên đúng không? Từ này quen không? Vừa dạy bên trên xong này cố tình dùng lại cho các bạn vì nó giúp giải phóng rất là nhiều những cái bậc cha mẹ trẻ, đúng không? Young parents và young couples. Có đúng không các bạn? From that heavy financial burdens. Cả lớp nha. Cả lớp có đồng ý quan điểm này không? Nói chung là nó là một cái phương pháp, nó có lợi về kinh tế hơn, đặc biệt là với những cái gia đình nó chưa được khá giả, nó chưa được giàu có cho lắm. Ý này các bạn hiểu vấn đề mình nói chưa? Mình phân tích rất đơn giản và rất là tinh gọn như đèn thôi nha cả lớp nha. Các bạn hiểu idea này không cả lớp? Mọi người hiểu idea này chưa? 2 phút cho mọi người nha. Ai xong comment cho mình biết trước khi mình chuyển sang thêm một cái benefit nữa của cái việc là cho ông bà chăm sóc con cái là gì. Ok, ai xong comment nhá. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Nói chung là viết về những cái thứ về tiền bạc thì như các bạn đã biết rồi, chúng ta đã làm với nhau rất là nhiều những cái idea về tiền bạc rồi. Thì mình nghĩ rằng là những idea về tiền bạc này thì tính đến cái thời điểm này nhá, thì không còn một cái lý do gì mà các bạn còn gặp khó khăn cho cái việc triển khai ý tưởng về tiền nữa. Vì bản thân chúng ta đã làm rất là nhiều với nhau những cái ý tưởng viết về tiền nói chung rồi. Có đúng không các bạn? Ok chưa? Tiền bạc. Các bạn hiểu vấn đề mình nói không? Xong comment nhá. Thêm tầm 4-5 người nữa mình chuyển sang cái phần tiếp theo. Một cái benefit tiếp theo mà mình muốn phân tích. À thôi mình phân tích luôn nha, không hết giờ mất. Ai chưa ghi kịp thì cuối giờ mình ghi nhá. Một cái idea nữa. Thì bây giờ các bạn có công nhận một điều này không? Là thầy cô dù có giỏi đến mấy thì vẫn là người ngoài. Còn grandparents thì vẫn là cái người trong gia đình. Các bạn có đồng ý không? Thầy cô thì vẫn là người ngoài thôi. Còn đúng không? Còn grandparents thì là người nhà của đứa trẻ đấy. Cả lớp có đồng ý cái chỗ đấy không đã? Cả lớp có đồng ý cái đấy không? Grandparents thì dù sao vẫn là người nhà, còn teachers thì về cơ bản vẫn là người dưng nước lã. Có đúng không? Thế bây giờ, thế mình hỏi các bạn thêm một câu nữa. Chúng ta đã từng viết nhiều đề về cái việc là cha mẹ bận rộn, nó khiến cho con cái bị mất đi tình thương, mất đi cái sự chăm sóc, và khiến cho con cái dễ bị tự kỷ, dễ bị trầm cảm như thế nào chưa? Chúng ta từng viết nhiều những cái idea như vậy chưa? Đã từng viết nhiều những idea như vậy chưa cả lớp? Chúng ta đã từng viết những idea nhiều như vậy chưa? Chúng ta đã từng viết những idea về cái việc là bố mẹ bận rộn, thiếu thời gian cho con cái và khiến cho con cái bị suffer from cái vấn đề như thế nào, như kiểu là anxiety, như kiểu là depression, như kiểu là loneliness. Viết với nhau nhiều chưa? Viết với nhau nhiều chưa? Thì bây giờ mình sẽ phân tích thêm là bây giờ cuộc sống, cái vòng xoay cuộc sống ấy, thì rất nhiều bậc cha mẹ là gần như bù đầu tối tăm mặt mũi với công việc của mình, có rất ít thời gian cho con cái, khiến cho con cái bị mất đi tình thương, mất đi sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Do vậy có một ông bà vào. Và ông bà rõ ràng cũng là đại diện cho gia đình. Khỏi đúng không? Và một khi mà tình cảm gia đình mà trẻ con được cảm nhận được nó, trẻ con được hưởng cái tình cảm gia đình, thì về cơ bản là đứa trẻ đấy sẽ phát triển một cách tốt hơn, một cách nó trọn vẹn hơn, thay vì một đứa trẻ sống cô đơn, không có tình thương từ người thân trong gia đình. Có đúng không? Mà chỉ tiếp xúc với những người ngoài như là thầy cô, như là bạn bè mà thôi. Thầy cô bạn bè không thể nào mà chăm sóc kỹ như kiểu ông bà cha mẹ được, vì như là người thân. Có đúng không? Tình thương, tình thân lúc nào nó cũng có một cái giá trị gì đấy rất là quan trọng cho cuộc sống mỗi người. Và chúng ta sẽ phân tích cái ý này. Ông bà bây giờ sẽ thay thế nhiều bậc cha mẹ đang đầu bù tóc rối với công việc ngoài kia để offer cho con cháu của mình những cái family bonding, những cái tình thương gia đình. Và chúng ta sẽ phân tích tình thương gia đình quan trọng thế nào với những cái đứa trẻ. Các bạn đồng ý không? Đồng ý idea này không? Các bạn có đồng ý idea này không? Để mình phân tích đây. Mọi người có đồng ý với cái idea mà mình vừa nói với các bạn không? Các bạn đồng ý với mình không? Ok, mình phân tích nhanh thôi nhá. Ok.
một cái ý tưởng rất là nhanh ở đây thôi. Mình có thể phân tích như thế này. Thêm một ý tưởng nữa nhá. Mình nói rằng là ok, chẳng hạn mình biết rằng là thêm vào đó moreover chẳng hạn đi. Moreover, có đúng không? Chẳng hạn mình biết rằng là đấy, cái grandparents, có đúng không? Đúng không? Họ có thể đấy, offer người con trẻ, đúng không? Children, bạn biết cái từ này rồi đúng không? Emotional support, đúng không các bạn? Emotional support là nghe quen không? Tức là những cái kiểu là những cái chỗ dựa về mặt tinh thần ấy, cả lớp đồng yêu. Tức là mình nói rằng là thêm vào đấy thì những cái bậc ông bà ấy, đúng không, có thể đem đến những cái chỗ dựa về mặt tinh thần cho con trẻ, đúng không? Offer children emotional support, còn đúng không? Offer children emotional support, đúng không? That. Và các bạn phân tích đấy. À, rồi viết này cho nó dễ viết đi. Viết cái mạch này dễ viết hơn, cái mạch này viết hơi khó. Chẳng phải viết như này đâu. Thêm vào đấy, moreover, có đúng không? Cuộc sống ngày nay, nowadays, viết này cho dễ viết này, cái mạch này dễ triển khai hơn. Chẳng hạn nhá, nowadays, có đúng không? Còn phải phân tích. Có rất nhiều những cái bậc parents. Or characterize chẳng hạn nhá, đang được định nghĩa rằng, được định hình là characterize as những cái word chẳng hạn đây, obsessions đúng không ở lớp, những cái kẻ nghiện công việc được không ở lớp, cụm này ok không? Ok không? Tức là mình nói rằng là cuộc sống ngày nay ấy thì có rất nhiều bậc làm cha làm mẹ, đúng không? Chỉ được định nghĩa là những cái kẻ nghiện công việc, có đúng không? Và bọn họ, bạn biết rồi, sẽ spending to spend, đúng không? To spend, đúng không? Chẳng hạn mình viết cái này nha, mình viết cái này, nốt cái này mình finish của hôm nay nha. Chắc là không kịp làm part one, mình phân tích nốt cái này thì mình cho các bạn nghỉ. Chẳng hạn nha, mọi người biết rằng là những cái người đấy là những người rất là nghiện công việc, và họ thường dành chẳng hạn nha, spend an average, trung bình là chẳng hạn 8 to 10 hours a day, đúng không các bạn? Being occupied, bù đầu với công việc của mình. With their work, cái cúc occupied cũng dùng với nhau rất là nhiều rồi, có đúng không? Và do vậy, đúng không? As a consequence, hệ quả là các bạn sẽ biết rồi. Đấy, họ sẽ chỉ có, đúng không, một cái khoảng thời gian rất là nhỏ thôi để dành cho con cái của mình, đúng không? Mình nha, chẳng hạn mọi người viết nốt này. Do vậy, đúng không, thì họ sẽ có một khoảng thời gian rất là nhỏ, amount of time, đúng không, to, chẳng hạn nha, mình nha, mọi người viết như này, amount, amount, đúng không, of time chẳng hạn nhá, to để dành cho con cái của mình, đúng không, chẳng hạn mọi người biết à, to devote to their children, đúng không các bạn? Và rõ ràng cái việc này sẽ khiến depriving, có đúng không các bạn? Động từ deprive này quen không? Deprive này quen không các bạn? Có đúng không các bạn? Deprive đúng không, tước đoạt đi, chính xác, depriving đúng không, those, đúng không? Aziz, những đứa trẻ như vậy, his colleagues of những cái family bonding, làm thiếu, tước đi, cướp đi của những cái đứa trẻ con đấy, những cái tình thân gia đình, tình cảm gia đình. Tình đến chỗ này các bạn ok chưa? Tình đến chỗ này các bạn ok chưa? Tình đến cái phần này các bạn ok chưa? Đúng không? Và sau đấy các bạn chốt hạ nốt vấn đề thôi. Có đúng không? Trong bối cảnh như vậy, chẳng hạn thế đi. Đúng không? Under such circumstances, trong bối cảnh như vậy chẳng hạn, có đúng không, thì rõ ràng là ông bà, có đúng không, sẽ thay thế cha mẹ thì offer, đúng không? Đấy. Trong hoàn cảnh như vậy thì các bạn biết rồi, grandparents, đấy, take over, chúng ta vừa học cụm này bên trên đúng không? Take over là chiếm lại của ai đấy, lấy của ai đấy, cái gì đấy, kiểu thay thế ai đấy, các bạn hiểu vấn đề không? Take over bên trên các bạn robot vừa dùng xong, có đúng không? Take over cái, đúng không? Take over, được chưa? The role of, đúng không, những cái busy parents như vậy, có đúng không, để có thể làm offer, đúng không, children, đó các bạn, những cái emotional support, có đúng không, và do thế sẽ khiến cho leader ngăn cho những cái đứa trẻ, đúng không, deter them chẳng hạn nhá, đúng không, from, đúng không, entering, chịu đựng đúng không, khiến ngăn chặn những đứa trẻ phải chịu đựng đúng không, chẳng hạn and bring a sense of loneliness, đúng không? Để cho con đỡ bị cảm thấy cô đơn, lạc lõng, dạng dạng như vậy nhá. Cả lớp hiểu quan điểm mình nói không? Idea cuối cùng này các bạn hiểu vấn đề mình nói chưa hả cả lớp? Idea cuối cùng này các bạn hiểu vấn đề chưa? Trước khi mình finish của ngày hôm nay đây,
Chỗ này các bạn hiểu vấn đề chưa? Ý này rất đơn giản thôi, mình nói rằng là đấy, mình lại lái từ cái topic chúng ta đã làm, cái việc là cha mẹ bận rộn. Mình nói rằng là cha mẹ bận rộn như vậy đúng không? Thì bây giờ con cái sẽ không được hưởng cái family bonding, cái tinh thần gia đình. Và cái tinh thần gia đình thì chỉ có ông bà mới cho được, chứ giáo viên không cho được, trường học không cho được. Có đúng không? Và đây chính là ý mình muốn truyền tải cho các bạn. Hôm nay thì chúng ta mất hơi nhiều thời gian cho hai cái bài này. Rồi sau mình sẽ cố gắng căn chỉnh thời gian với các bạn tốt hơn. Ok chưa? Tạm thời chúng ta finish của buổi ngày hôm nay ở đây. Mình sẽ gửi lại cái file này lên cái link lớp học. Các bạn đều có link lớp học hết rồi đúng không? Học đến tầm từ ngày buổi đến các bạn đều có link rồi nhá. Thì chúc các bạn buổi tối vẻ và chúc các bạn nữ đúng không? Hôm nay quá ngày rồi. Hôm nay nói cho các bạn, chúc các bạn nữ 20 buổi vẻ nhá, mặc dù là hơi muộn rồi. Thank you cả lớp. Như các bạn vì buổi làm việc ngày hôm nay. Hẹn các bạn vào tuần sau. Và hopefully là tháng 11 chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp, làm việc trực tiếp luôn, nó cũng dễ hơn, nó ra được nhiều vấn đề hơn. Mình hy vọng là như vậy nhá. Ok chưa? Ok, có một số bạn mới học đúng không? Thì mình có bạn link nhá. Ai mà có link rồi thì họ để các bạn có thể finish nhá. Thì mình sẽ gửi lại link cho một số bạn mà buổi đầu mới vào để cho các bạn có link cho nó. Ai xong rồi các bạn có thể finish nhá. Buổi sau chúng ta sẽ làm việc thời gian nó chuẩn hơn để các bạn còn làm được part 1 nữa chứ.